Xin chào các anh chị. Dạ, chào anh Trương Tiến Quốc. Chào bạn Bằng Đòn. Chào chị Phương Mai. Chào Việt Đinh. Chào anh Tấn Thái. Dạ, cảm ơn anh Thái, em hơi hơi khỏe. Chào anh Mạnh Lê. Hello Nguyễn Chiến. Dạ, chào anh Trung Hiếu, chào anh Tuân Nguyễn. Chào anh Nathan Phan. Dạ, chào anh Hiếu Lâm. Dạ, em cũng khá khỏe anh ơi. Dạ, chào anh Quang Vũ. Chào anh Võ Tuân Kevin, chào Nguyễn Thị Như Mai. Chào Tấn Thi. Hai Christopher Nguyễn. Các anh chị ơi, hôm nay các anh chị nghe rõ không ạ? À, chào Quốc Bảo từ Quảng Ngãi các anh chị ơi. Các anh chị nghe rõ không ạ? Các anh chị xướng tên địa danh mình lên và đồng thời gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Chào anh Văn Lê từ Hải Phòng. Chào chị Thủy Nguyễn từ Kansas. Chào Atula từ Đồng Nai. Chào Thủy Tiên Phan. Chào anh Nguyễn Hoàng Phúc. Hello Thanh Lương. Bữa nay người đẹp Thanh Lương ghé nhà anh ha. Mừng quá. Chắc mua vé số quá Thanh Lương ơi. Chào anh Đào Liêu. Các anh chị nghe rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn các anh chị. Hôm rồi có rất là nhiều anh chị than phiền là không có xem được cái livestream của Huy cũng như của rất là nhiều anh chị khác. Tức là nhiều anh chị, nhiều bạn là không có nhận được thông báo luôn. Rồi nhiều người thì vào thì lại là không có xem được trực tiếp. Thì Huy có đăng một cái status là hướng dẫn cách để đổi DNS trên điện thoại, trên máy tính và cài phần mềm giả lập IP các anh chị, phần mềm VPN dành cho điện thoại và máy tính, điện thoại kể cả hệ Android lẫn iOS. Thì các anh chị ai mà bị trường hợp mà xem mà không có được xem chập chờn hoặc là không có nhận được thông báo livestream của những người mà các anh chị yêu thích đó, thì các anh chị xem lại cái status của Huy rồi cài những cái phần mềm máy vào điện thoại và máy tính của mình thì sẽ khắc phục được trường hợp đó. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị ơi, chúng ta xướng tên địa danh lên nè. Anh Nguyễn Giang Long từ Củ Chi. Các bạn ở Củ Chi, Hóc Môn, Bà Điểm kết nối với anh Long đi ha. Củ Chi có câu chuyện rất là vui về về địa đạo, địa đạo Củ Chi. Các anh cộng sản, các anh ca ngợi địa đạo Củ Chi rất là nhiều, rất là dữ. Hôm nào chúng ta có dịp chúng ta sẽ nói về địa đạo Củ Chi. Các chị nghe rõ không ạ? À? Các chị nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn các anh chị. Các anh chị ơi, những ai ở địa phương nào mà chúng ta lực lượng còn ít, các anh chị xướng tên địa danh mình lên, tranh thủ tất cả các status của Huy, đặc biệt là các livestream thì Huy dành thời gian khoảng vài phút đầu để cho các anh chị chúng ta xướng tên địa danh của mình và kết nối với nhau. Những anh chị nào mà chúng ta cảm thấy lực lượng của mình còn mỏng á, chúng ta đi tìm nhau đi các anh chị. Anh Đỗ Văn Thông ở Cao Bằng. Chào anh. Chào chị Lượng Dung. Và chào chị Thủy Lưu.
Chào anh Sơn Phạm từ Washington DC. Chào anh Việt Đinh. Dạ, cảm ơn anh Lý Đại Nhân, cảm ơn Tấn Thái, cảm ơn Vũ Anh. Hôm nay cũng 3 ngày rồi vắng bóng các anh chị. Dạ, nó do là lý do sức khỏe của Huy. Hôm nay thì cũng khỏe rồi. Hôm nay trở lại gặp các anh chị. Dạ, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các anh chị đã hỏi thăm. Có một số tin tức diễn ra thì tôi cho rằng các anh chị cũng rất là quan tâm đúng không ạ? Trong vòng 3 ngày vừa qua, đặc biệt là tin tức ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều diễn biến, mà đặc biệt là ở Cần Thơ quê tôi thì hôm qua giờ có tin đồn, có video clip một cái cuộc pháo kích gì đó, một cái cuộc pháo kích các anh chị có coi không ạ? À? Nổ ra ở trên một đoạn bờ sông thì khói lửa mịt mùng, thì người dân rất là hoang mang. Thì đoạn video clip này cũng được rất là nhiều người quan tâm và chia sẻ. Thì tôi cũng có hỏi thăm một số người thì ở Cần Thơ quê tôi, thì họ họ nói là có một cái lực lượng lần đầu tiên họ thấy có một lực lượng làm đóng ở dưới bờ sông, rất là nhiều tàu chiến loại nhỏ thôi nhưng mà tiến vào Cần Thơ đóng ở dưới bờ sông, và cái cuộc pháo kích và khói lửa, cái vụ nổ và khói lửa đó là dường như là một cuộc tập trận của họ, một cuộc tập trận. Nhưng mà dân Cần Thơ cũng cho biết là đây là lần đầu tiên họ thấy lực lượng này, thì họ cũng chưa có cái thông tin hay cái hình ảnh rõ ràng nào về những cái chiếc tàu chiến và những cái lực lượng này hết, tức là chưa có ai mà quay phim chụp hình được hết. Thì người ta được quyền hoang mang và quan tâm điều này đúng không anh chị? Nhưng mà dường như là có cái gì đó cũng khá là bất ổn ở quê hương của chúng ta các anh chị. Đúng không? Từ trước tới giờ chưa có lần nào mà chúng ta thấy cái việc tập trận mà nó diễn ra giữa một cái thành phố yên bình như thế mà không có được thông báo gì hết. Rồi diễn biến ở trong bộ máy chính trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì ông Thăng thì đều đi về làm phó ban kinh tế trung ương các anh chị, cái này thì biết rồi ha các anh chị. Một nhân vật trước kia thì ổng làm chủ tịch tập đoàn dầu khí. Tập đoàn dầu khí là cái tập đoàn mà tôi đã từng nói rồi, là tập đoàn là ăn tàn và phá hại, tức là móc tài nguyên quốc gia lên, móc dầu khí lên. Một trong những mỏ dầu rất là lớn của Việt Nam là mỏ Bạch Hổ, các anh chị biết là trữ lượng nó lớn hơn cả mỏ của Kuwait nữa. Móc lên xong bán gom tiền về, rồi là đi nhập dầu và xăng ở nước ngoài về bán cho dân, rồi đánh thuế thiệt là cao, gom tiền lần nữa, nhưng mà năm nào cũng lỗ. Đó là cách làm ăn của tập đoàn dầu khí, tức là ăn cướp tài nguyên rồi ăn cướp tiền thuế, ăn cướp hai lần nhưng mà năm nào cũng lỗ. Đó là thành tích của tập đoàn dầu khí mà ông Thăng trước kia làm chủ tịch tập đoàn. Ông Thăng bây giờ sau đó thì ông Thăng với cái thành tích từ tập đoàn dầu khí ấy, thì ông Thăng ổng lên làm bộ trưởng bộ giao thông, một trong những cái bộ mà nắm cái nguồn tài chính, nắm cái nguồn đầu tư rất là lớn. Bộ giao thông thì đầu tư tất cả cầu đường trên cả nước mình đó anh chị, hàng không, cảng biển, rồi cầu cống, đường xá gì là bộ giao thông đầu tư hết. Thì ông Thăng ông làm bộ trưởng bộ giao thông suốt hơn một nhiệm kỳ các anh chị. Thì trong một nhiệm kỳ làm bộ trưởng bộ giao thông đó, thì ông Thăng tiếp tục có những thành tích rất là tệ hại. Bộ giao thông Việt Nam từ từ trước tới bây giờ thì nó tệ hại đều rồi các chị, đúng không ạ? Tệ hại đều từ đời ông tôi biết là từ đời ông Đào Đình Bình, đó là bộ giao thông đã bắt đầu ăn tàn và phá hại, thì cũng y như tập đoàn dầu khí ấy. Cho tới ông Thăng cũng vậy, là không khác biệt. Tức là sao ạ? Tức là một tuyến đường cao tốc ở nước ngoài người ta đầu tư tầm khoảng 5 triệu đô, là một người ta đầu tư được 1 km đường cao tốc 5 triệu đô. Nước nào mắc thì khoảng 8 triệu đô là được 1 km đường cao tốc. Ở Việt Nam mà đường cao tốc của mấy ông cộng sản, của mấy ông bộ giao thông cộng sản đầu tư một tuyến 1 km vậy thì phải tốn tới 40 triệu đô.
40 triệu đô, rồi các anh chị biết là cái đó là cái an toàn phá hại đó các anh chị. Tức là đẩy giá cho thiệt là cao để lấy tiền bỏ túi riêng, tiền đầu tư thực tế trong đó thì chưa chắc gì được 5 triệu đô hay 8 triệu đô như nước ngoài nữa. Thì cái con số mà 5 triệu với 8 triệu đô một km đó, tôi nói ở Hoa Kỳ đầu tư, ở Mỹ và ở Dubai họ đầu tư giá khoảng cỡ đó thôi các anh chị ơi. Còn ở Việt Nam mấy ông cộng sản đầu tư là 40 triệu đô, đó là thành tích của mấy ông bộ giao thông, đúng không? Chưa kể là hàng loạt các công trình lớn nhỏ từ Bắc chí Nam, đặc biệt mà có cái gì mà có chữ quốc, quốc lộ, cầu trên quốc lộ, đường thì quốc lộ là toàn là Trung Quốc trúng thầu hết. Tất cả các công trình đó là của bộ giao thông làm chủ đầu tư, Trung Quốc trúng thầu gần hết luôn, khoảng 99% là Trung Quốc trúng thầu. Tức là sao, là nhân công, lực lượng, rồi khí tài, rồi đó là rồi vật liệu, rồi công nghệ thi công gì toàn là Trung Quốc nó đem qua hết. Đó là thành tích của bộ giao thông. Rất là nhiều người khen ông Thăng, đúng không ạ? Đó cũng là thành tích, sao không thấy ai khen? Rồi sau đó ông Thăng về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Bả Chó. Thành phố Hồ Bả Chó thì bí thư thành ủy Hồ Bả Chó mà lại là do một người có thành tích như vậy nắm vị trí cao nhất. Một năm thành phố Hồ Bả Chó phải nộp về cho cộng sản miền Bắc khoảng 400.000 tỷ, 400.000 tỷ anh chị, từ 340.000 tỷ cho lên, không có năm nào nộp dưới hết các anh chị. Họ giữ lại chỉ được khoảng 17% tổng thu nhập của họ, còn lại là phải nộp về miền Bắc hết, nên nộp về cho Ba Đình đó, chứ dân miền Bắc không có được ăn đâu các anh chị. Đừng có nghe nói gì rồi các anh chị buồn rồi kỳ thị kỳ thị dân miền Bắc tội nghiệp họ. Người dân không được ăn cái gì cả, dân Việt Nam từ Bắc chí Nam không được ăn cái gì, chỉ có cộng sản ăn với nhau thôi. Thì ông Thăng ông Diệm ngồi đó chẳng qua là ông điều phối cục tiền này thôi. Ông cũng từng muốn giữ lại nhưng mà giữ không được, giữ cục tiền này lại nhưng mà giữ không được. Đó là thành tích của ông Thăng. Bây giờ ông Thăng lại về làm phó ban kinh tế trung ương đảng. Một người có thành tích rất là nổi bật trong việc ăn tàn và phá hại, trong những vị trí ăn tàn và phá hại, thì lại về làm phó ban kinh tế trung ương. Tôi cho rằng đây là một thông tin rất đáng chú ý đó các chị. Tức là sao ạ? Là tương lai của con cháu chúng ta, tương lai đất nước chúng ta sẽ bị ăn tàn phá hại tiếp bởi một nhân vật rất là nổi bật, nhiều thành tích. Tôi chưa thấy thành tích nào bằng thành tích đó, ra tôi điểm qua hay các anh chị. Điểm qua những điều đó thì thật ra hôm nay chủ đề của chúng ta nói chuyện có liên quan tới những thông tin đó, có liên quan các anh chị. Ai cũng có ước mơ, đúng không ạ? Hôm nay tôi nói chuyện về ước mơ, ai cũng có ước mơ. Những người cộng sản Việt Nam cũng có ước mơ của họ, đảng cộng sản Việt Nam cũng có ước mơ của họ, đúng không các anh chị? Ngay từ khi họ thành lập đảng ở Trung Quốc, họ thành lập đảng ở Trung Quốc trong khi các đảng phái, các hội nhóm, các phong trào khác thì thành lập ở trong nước Việt Nam. Thời điểm đó họ lại thành lập ở Trung Quốc. Lý do sao các anh chị biết không? Lý do tại vì chủ trương họ là chủ trương bạo lực, chủ trương khủng bố, chủ trương giết người, chủ trương đập đầu, chủ trương cắt cổ, ám sát, đặt bom, gài mìn. Chủ trương là giết để cướp. Thành ra họ thành lập trong nước là bị thực dân Pháp nó đàn áp một cách dã man. Các anh chị biết Pháp đâu có hiền đâu, thực dân Pháp là rất là độc ác mà, đúng không? Thành ra là ước mơ của họ là cướp giết hiếp, ước mơ đập đầu cắt cổ, đặt mìn, ước mơ của tụi khủng bố bây giờ sao là ước mơ của họ xưa vậy đó các anh chị. Thì họ thành lập ở bên Trung Quốc á, nó phù hợp với Trung Quốc. Nó rất là hợp với Trung Quốc. Trung Quốc thích những trò bạo lực mà. Thì ngay từ khi thành lập là ước mơ của họ là ước mơ cướp giết hiếp, đập đầu cắt cổ, đặt mìn, ước mơ giết người, cướp của. Các đảng phái khác thì thành lập trong nước nghe các anh chị. Các phong trào lớn, phong trào Đông Du của Cụ Phan được thành lập trong nước nghe anh chị. Rồi sau khi họ may mắn được một nhóm quân đồng minh, đặc biệt là quân của Mỹ, lúc mà đánh phát xít rất là căng thẳng, họ cần có rất là nhiều đồng minh, thì họ chọn Việt Minh, lúc đó là một nhóm ở Tây Bắc anh chị. Thì họ huấn luyện, họ chuyển giao khí tài, họ cung cấp lương thực để cho đóng ở núi rừng Tây Bắc, để mà khi mà phi công mà đánh Nhật ở Trung Quốc á, đánh xong họ không thể nào đủ nhiên liệu để bay ngược ra hạm đội 7 để đậu,
thành ra họ phải đáp xuống đâu đó ở trong 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 vùng này, hoặc là họ bị bắn rơi thì họ nhảy dù xuống xuống vùng Tây Bắc, thì để cái quân đồng minh này, quân Việt Minh này cứu cứu nhóm phi công đó, thì huấn luyện để giúp quân đồng minh, thì họ được may mắn là được được giúp đỡ. Nhưng mà sau đó thì họ họ thấy năm 45 quân đồng minh thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam của chính phủ Trần Trọng Kim, thì đó, họ không chịu, tôi cũng phải làm chính phủ. Ước mơ của họ là ước mơ làm chính quyền, ước mơ của họ là ước mơ là nắm đầu người ta, cái ước mơ ban đầu của họ lúc thành lập mà. Họ xông xuống Hà Nội, họ cướp chính quyền họ cướp chính quyền, họ tự phong chính quyền tự phong, chính quyền tự phong lúc nào cũng có chính quyền tự phong, ở Việt Nam mình vui vậy đó các anh. Khi có khi mà cướp được chính quyền tự phong rồi thì người ta không công nhận, đặc biệt là lúc đó là nước Pháp không còn nước thực dân nữa, mà họ trở thành một nước nước đồng minh, nước đồng minh thắng Bắc Xít, là một quốc gia Pháp mới cái gì, nước Liên hiệp Pháp. Thì người Pháp và phe đồng minh họ đâu có chấp nhận cái cánh Việt Minh mà cướp chính quyền, thì họ không công nhận, họ cho họ ra điều kiện là tới năm tới đầu năm 47, tới năm 47 là phải giải tán cái nhóm cướp chính quyền đó, để cho mà chính quyền quốc gia Việt Nam của chính phủ Trần Trọng Kim tiếp quản. Thì nó tan vỡ ước mơ của những người cộng sản đi, tan vỡ ước mơ được làm từ chính quyền tự phong trở thành chính quyền thực sự, họ muốn điều đó, họ thích điều đó các anh chị. Nó tan vỡ ước mơ của mấy ông cộng sản đi, thì mấy ông cộng sản lúc đó chỉ còn một con đường duy nhất là hoặc là giải tán cái chính phủ tự phong, cái chính phủ cướp đó đi, gác đi cái ước mơ đó của mình. Còn hai là đi nài nỉ, năn nỉ các nước để công nhận mình. Thì một trong những cái nài nỉ đó là viết thư cho tổng thống Truman của Mỹ để xin được làm đồng minh, thì tổng thống Truman là giục lá thư vô thùng rác không thèm giữ lá thư đó lại luôn các anh chị. Rồi nài nỉ Tử Giới Thạch, đi năn nỉ Tử Giới Thạch cũng không công nhận, Tử Giới Thạch là chính quyền Đài Loan bây giờ các anh chị. Rồi năn nỉ Pháp, năn nỉ Pháp, Pháp nó công nhận, nhưng mà Pháp nó cũng ở thời điểm đó Pháp cũng ba phải lắm các anh chị. Thời điểm đó cái cánh mà Đảng Xã hội Pháp là tiền thân của nó là Đảng Cộng sản á, thì nó các anh chị biết đó, Đảng Cộng sản mà sau này thể chế cộng sản sụp đổ, có thể chế tự do lên, thì nó sẽ biến hình, nó giống như Transformer, thì nó biến hình thành cánh tả, nó biến hình thành cánh tả, thì Đảng Xã hội Pháp nó biến hình từ từ cộng sản á, thì nó cũng ba phải lắm. Thay vì nó cũng như Mỹ với Tử Giới Thạch là không công nhận, yêu cầu mày phải giải tán, thì nó không có vậy, nó mời ông Hồ Hồ Bả Chó nó mời ông Hồ qua thăm hạm đội Pháp để nó khoe cái hạm đội của tao nè, nếu mà mày không giải tán, mày không có gác lại cái ước mơ cướp chính quyền của mày á, thì hạm đội tao sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ bắn mày tan tành hết trơn luôn, đánh cho sập chính phủ cướp của mày, chính phủ tự phong của mày luôn, để bảo vệ cái chính quyền mà chính đáng của Trần Trọng Kim. Thì chính vì việc việc mà mời ông Hồ Bả Chó đi thăm như vậy, thì cánh cộng sản hay lắm, cánh cộng sản là bậc thầy trong tuyên truyền, họ mới tuyên truyền rằng đó, thì chưa Pháp công nhận tao rồi đó, Pháp công nhận Hồ Bả Chó Pháp công nhận chính quyền cướp rồi đó, thành ra mới mời tao đi, nếu không công nhận sao mà mời tao đi. Thì họ tuyên truyền cho tất cả những đặc biệt là cái giới trí thức của Hà Nội cũng bị tuyên truyền như thế, cũng bị tuyên truyền như thế, thì họ thấy đó là chưa, vai trò của mình được công nhận chứ đâu phải là không được công nhận đâu, tức là chính quyền ăn cướp của mình cũng được công nhận đó, họ tuyên truyền như thế. Nhưng mà sau đó Pháp mời đi thì sắc Pháp cũng quyết liệt là gửi cái thông điệp là phải giải tán chính phủ vào năm 47, 1947. Thì ông Hồ và Việt Minh, tức là cộng sản lúc đó, mới lợi dụng cái việc đó, lợi dụng sự kiện đó tuyên truyền cho trí thức của Hà Thành, trí thức miền Bắc và rất là nhiều giới bình dân miền Bắc rằng là thực dân Pháp quay lại nước ta một lần nữa, đánh phá chính quyền non trẻ của nước ta. Chính quyền non trẻ là chính quyền cướp đó anh chị gọi là tà quyền mới đúng nha chị, mà thôi mình cứ gọi chính quyền cho nó dễ nói chuyện. Thì người miền Bắc nghe như người tức tâm, người ta tức lắm, sẵn người ta thù thực dân Pháp cái gì, người ta cũng không phân biệt được là nước Pháp này là nước Pháp mới, nước Pháp đồng minh, nước Pháp đó là nước Pháp bây giờ, là nước Pháp thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thực dân đâu mà thực dân nước thực dân là chính phủ Vichy là bị đánh sập rồi, đánh sập trong trận đổ bộ Normandy. Các anh chị lên Google sọt bộ phim trận đổ bộ Normandy coi, phim rất hay, tôi biết rất nhiều về về Thế chiến II.
thì người dân miền Bắc á mới căm thù nước Pháp, mà nghĩ là mình căm thù thực dân Pháp, tin theo cộng sản. Bắt đầu ông Hồ và cộng sản muốn nuôi nấng cái giấc mơ vĩ đại làm chính quyền mà không cần qua bầu cử của mình, làm chính quyền từ con đường ăn cướp, thì họ mới tuyên truyền miền Bắc là tiêu thổ kháng chiến, tức là đập phá hết miền Bắc, đốt hết đặng cho Pháp với mà chính phủ Trần Trọng Kim vào tiếp quản là không còn gì để xài, đập phá hết miền Bắc, tiêu thổ kháng chiến, rồi rút lên núi rừng Tây Bắc để tiếp tục trường kỳ kháng chiến chống lại thực dân Pháp. Đâu, rất là nhiều người đi theo lên trên núi chui vô hang, chui vô hốc, làm người không chịu vô làm hang, vô làm người trong hang. Con người ta từ trong hang tiến hóa, người ta đi ra, người ta xây dựng xã hội, xây dựng thành phố, xây dựng thị trấn. Này là chúng ta nghe theo cộng sản chui lên hang trở lại, đi ngược cái chiều tiến hóa của nhân loại à, để thực hiện giấc mơ của họ, giấc mơ vĩ đại của cộng sản. Thì trời xui đất khiến, các anh chị biết không, họ làm thổ phỉ, làm phiến quân như vậy, trời xui đất khiến sao mà Trung Quốc à, Tưởng Giới Thạch bị thua cuộc. Liên Xô ủng hộ cho quân của à, Mao Trạch Đông, ủng hộ cho Mao Trạch Đông, dụ dỗ rất là nhiều người dân bên Trung Quốc à, đứng dậy kháng chiến chống Tưởng Giới Thạch. Thì cuộc chiến à, quốc cộng ở bên Trung Quốc á, à, trời xui đất khiến là cộng sản Trung Quốc thắng, Tưởng Giới Thạch thua. Tưởng Giới Thạch cũng khá là đơn độc trong trong con đường chống lại cộng sản, bởi vì quân Anh, quân Mỹ, quân Pháp không có hỗ trợ nhau, không có hỗ trợ cho Tưởng Giới Thạch. Thành ra quân Tưởng Giới Thạch có một đặc điểm đó là Tưởng Giới Thạch lúc mà làm cách mạng các anh chị thì cũng tập hợp rất là nhiều quân ô hợp. Thành ra quân Tưởng Giới Thạch là quân quân có cướp bóc, đi tới đâu cũng có cướp bóc. Hồi xưa nó vậy, đi tới đâu cũng có hiếp dâm. Thành ra người Trung Quốc, người lục địa họ cũng không thích Tưởng Giới Thạch. Họ nghe sự tuyên truyền của cộng sản, họ ủng hộ Mao Trạch Đông, họ đem cộng sản quay lại, quay quay về cướp chính quyền từ Tưởng Giới Thạch, đánh Tưởng Giới Thạch chạy ra ngoài đảo Đài Loan cho tới bây giờ luôn á các anh chị. Thì lúc đó tự nhiên có một quốc gia cộng sản rất là bự ở Trung Quốc, nó tiếp giáp Tây Bắc, là cái nơi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm thổ phỉ, đang chống chua chống nhủi, đang nuôi cái giấc mơ vĩ đại làm thổ phỉ. Thì tự nhiên có một khối cộng sản rất lớn nó tiếp cận với Tây Bắc. Thì chính vì cái chỗ này thì giấc mơ của quốc tế cộng sản nó cũng lớn, mà nó lớn hơn cả giấc mơ của cộng sản Việt Nam, nó là nó muốn thâu tóm cả thế giới mà. Thì rất là dễ hiểu vì sao nó hỗ trợ cho cộng sản Việt Nam, nó rót tiền, nó rót tài chính, nó rót súng ống, cái này quan trọng là gì, súng ống từ Liên Xô Trung Quốc rót qua cho Việt Minh đang núp ở trên Tây Bắc. Thì Việt Minh mới thực hiện hàng loạt các vụ là ám sát, giết người, đánh vào các trung tâm thị trấn thị tứ của Tây Bắc, đánh liên tục như vậy thì làm cho Tây Bắc nó bất yên. Thì ra là Pháp mới bảo hộ cho chính quyền quốc gia Việt Nam, lúc đó quân Pháp bảo hộ mà, mới xây tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để chống lại quân thổ phỉ. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra đời là như vậy đó, chứ tự nhiên người Pháp đâu có ngu chui lên Tây Bắc xây nguyên cái căn cứ chi cho bị đánh, để họ dùng chỗ đó để hành quân, họ chống lại thổ phỉ ở Tây Bắc, chống lại quân khủng bố cực đoan. Trời xui đất khiến như vậy thì Liên Xô và Trung Quốc mới thổi vũ khí qua, thì họ mới thực hiện hàng loạt từ năm 50 trở đi, thì họ mới có các chiến dịch, các vị coi lịch sử của Đảng Cộng sản từ năm 50 thì họ mới bắt đầu mới có các chiến dịch biên giới, chiến dịch Thu Đông, các chiến dịch lớn là từ năm 50 51 kéo dài tới năm 54 là chiến dịch Điện Biên Phủ. Họ thực hiện bằng tiền bạc, tài chính, vũ khí, lương thực của Trung Quốc, hàng loạt các vụ việc đó là do Trung Quốc với Liên Xô tài trợ. Thành ra là năm 54 mới có Điện Biên Phủ, mới đánh thắng. Và các anh chị biết người Pháp ấy, họ cũng đơn độc giống như người Tưởng Giới Thạch vậy đó. Người Pháp họ họ xây tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, họ bị đánh mà hạm đội 7 Hoa Kỳ không có hỗ trợ, nằm sát bên thôi đúng không, ngoài biển bay vô rất là gần không hỗ trợ. Lúc mà căng thẳng bị mất sân bay Mường Thanh đó các anh chị, thì người Pháp cầu cứu Mỹ và Anh, là yêu cầu chỉ cần nói lại đường viện trợ bằng hàng không thôi, nói viện trợ bằng hàng không thôi, người Pháp tiếp tục đánh là quân quân Việt Minh sẽ đánh không thắng người Pháp được đâu. Nhưng người Mỹ và người Anh không có giúp người Pháp, vô tình giúp cho giấc mơ của Việt Minh, giấc mơ của cộng sản thành sự thật. Người Mỹ và người Anh mất lòng với Pháp về cái quan điểm thuộc địa, tức là sau khi bãi bỏ chế độ thuộc địa rồi, người Anh họ họ và người Mỹ, người Anh và người Mỹ mới đưa ra cái chủ trương là ai mà trưng cầu dân ý muốn độc lập họ cho độc lập, ai mà trưng cầu dân ý mà không độc lập thì họ cho quy chế Liên Hiệp Anh. Tới bây giờ nước Úc vẫn không chịu độc lập á các anh chị, thấy nước Úc vẫn vẫn thích thuộc Anh. Nước Úc không thích độc lập, nước Úc thích bị cai trị. Nước Úc thích được nữ hoàng cai trị.
Thành ra là nước Úc bây giờ cầm cái hộ chiếu Úc đi nước nào cũng được hết cái gì. Có người Pháp họ không thích điều đó. Người Pháp họ thích áp đặt sự sự phụ thuộc. Họ thích giữ sự mà có mặt của họ ở những nước cũ, những nước thuộc địa cũ, mặc dù họ không thực hiện là bóc lột thuộc địa nữa. Nhưng mà họ giữ giữ sự sự hiện diện. Rồi, tại vì chính quyền Pháp thì đó là chính quyền của De Gaulle, là một chính quyền mà ông tướng De Gaulle đó, thì họ thích thể hiện lắm gì. Thành ra là người Anh với người Mỹ họ mít lòng với người Pháp về cái chủ trương thuộc địa, họ không giúp người Pháp. Giống như là thấy chưa, tao đã cảnh báo mày rồi, tao nói mày trả độc lập cho mấy nước ngu đi mà mày không chịu, nó ngu chết bà luôn mà mày cứ giữ hoài. Mày trả độc lập cho nó đi, nó nghèo kệ bà nó, thằng nào nó đi theo mình thì nó giàu có, nó thịnh vượng. Thằng nào nó đòi độc lập thì cho nó vừa nghèo vừa ngu cãi nó, mà mày không chịu tao không giúp mày. Thằng ra thằng Anh Mỹ nó không giúp Pháp, thằng Pháp bị cô độc trong chiến trường Điện Biên Phủ, thành ra buộc phải thua cuộc trước Liên Xô và Trung Quốc, trước Liên Xô và Trung Quốc các anh chị. Thành ra cuối cùng là giấc mơ của cộng sản thành sự thật, đánh thắng quân Pháp, thắng quân Pháp Điện Biên Phủ, thì giấc mơ ấy được biến thành, được Trung Quốc hỗ trợ cắt đất nước Việt Nam chúng ta ra làm đôi, cắt đất nước Việt Nam ra làm đôi. Tự nhiên từ một cái chính quyền cướp, chính quyền thổ phỉ được chiếm phân nửa quốc gia, chiếm phân nửa quốc gia không cần bầu cử gì cả, không không qua một con đường dân chủ nào cả, là có chính quyền ăn cướp, chính quyền hiện diện với sự bảo trợ của Liên Xô và Trung Quốc. Thành ra giấc mơ đầu tiên của cộng sản Việt Nam thành hiện thực là giấc mơ cướp chính quyền đã thành hiện thực. Nhưng giấc mơ này nó được đổi bằng, nó phải được đảm bảo và nó đánh đổi bằng sự bảo trợ của ngoại bang, sự bảo trợ của Liên Xô và Trung Quốc. Nó đánh đổi bằng vũ khí của Liên Xô và Trung Quốc, đánh đổi bằng viện trợ lương thực, viện trợ tiền bạc, thậm chí viện trợ người. Các anh chị biết suốt từ năm 54 cho tới năm 75 thì người cộng sản tiếp tục nuôi giấc mơ là cướp cả nước luôn, chứ không chỉ cướp miền Bắc. Sau khi mà thực hiện được giấc mơ đầu tiên của họ là được phân nửa nước, họ họ nuôi giấc mơ là cướp cả nước Việt Nam. Đặc biệt là các anh chị biết những năm 60 là miền Nam quá giàu có, quá thịnh vượng là đúng không ạ? Sài Gòn trở thành là số 1 Đông Nam Á, và nếu mà ở ở châu Á mà chúng ta nói đứng thứ ba là không có nước nào dám nói đứng thứ nhì. Sài Gòn, thành phố Sài Gòn thời điểm đó thì họ quá thèm, họ quá thèm, họ nuôi giấc mơ là cướp luôn cả miền Nam, thì họ lún sâu vào sự phụ thuộc ngoại bang. Để thực hiện cái mục tiêu đó họ phải lún sâu vào sự phụ thuộc của Liên Xô và Trung Quốc. Liên Xô Trung Quốc tiếp tục thổi vũ khí, thổi tiền bạc, thổi lương thực. Đặc biệt trong thời điểm này Trung Quốc trực tiếp đưa 320.000 quân Trung Quốc qua tham chiến ở chiến trường Việt Nam để giúp cho người Cộng sản Việt Nam thực hiện giấc mơ cướp cả nước Việt Nam. Các anh chị nhớ 320.000 quân nha, Trung Quốc. Thành ra đất nước chúng ta bị quân Trung Quốc xâm lược từ sau năm 54 rồi các anh chị. Sau năm 54 là Trung Quốc đã xâm lược chúng ta rồi. Từ việc chúng ta tiếp tay cho Cộng sản cướp miền Bắc là chúng ta đã mất đất nước, chúng ta bị giặc xâm lược. Nó đưa quân vào nó giúp miền Bắc, tức là nó xâm lược chứ là cái gì? Người Mỹ và các nước đồng minh đưa quân vào miền Nam để bảo vệ miền Nam, thì miền Bắc Cộng sản tuyên truyền là xâm lược. Trong khi người Mỹ và quân đồng minh chưa bao giờ đánh vượt vĩ tuyến 17, họ chỉ bảo vệ miền Nam thôi. Sau Hiệp định Geneva năm 54 thì miền nào áp dụng cái thể chế khác nhau, mà miền nào xây dựng thể chế miền đó, thì miền Nam xây dựng thể chế miền Nam, miền Bắc liên tục đánh đánh và đưa quân vào đó, thì họ phải cần đồng minh để bảo vệ họ chứ. Thì người Mỹ và khoảng 15 nước đồng minh có mặt tại miền Nam, rất là nhiều nước đồng minh có mặt tại miền Nam chứ không phải Mỹ nghe anh chị. Nước Úc cũng có mặt nè, Anh cũng có mặt nè, Thái Lan có mặt nè, Philippines có mặt nè, Malaysia có mặt nè, Indonesia có mặt nè, hầu hết những nước đó có mặt ở Hàn Quốc cũng có mặt, lực lượng Hàn Quốc rất đặc biệt có mặt ở Việt Nam. Một lúc nào đó chúng ta sẽ nói về Hàn Quốc. Báo báo đảng và lịch sử đảng tuyên truyền rất là bậy bạ về về tội ác của lính Hàn Quốc ở ở miền Nam, cái đó là rất là bậy bạ. Người người Hàn Quốc có mặt ở Việt Nam để họ giúp đồng minh, họ chết rất là nhiều người ở ở miền Nam để họ giúp đồng minh, họ tiêu diệt thổ phỉ, tiêu diệt cộng sản, tiêu diệt những người nổi loạn. Cộng sản thì em phải ra miền Bắc với anh, ở đây anh quậy, thì người ta cần đồng minh để người ta giúp người ta. Thì lực lượng ở miền Nam là để bảo vệ miền Nam, còn lực lượng Trung Quốc 320.000 quân đưa vào miền Bắc để thực hiện giấc mơ cho người Cộng sản Việt Nam, thực hiện giấc mơ
cướp cả nước Việt Nam, cướp Sài Gòn. Để thực hiện giấc mơ đó thì cho tới năm 75 có nhiều điều kiện xảy ra nữa, tức là thế giới nhiều biến động nữa, thì giấc mơ của người cộng sản thành hiện thực. Thì Trung Quốc và Liên Xô thực sự là thổi rất là nhiều tiền của vào để họ cướp được miền Nam thật. Nhưng như tôi đã nói, họ lún sâu vào sự phụ thuộc ngoại bang, tức là Trung Quốc và Liên Xô. Sau khi họ lún sâu như vậy thì các anh chị biết là chưa có con số chính thức thống kê nào là họ thiếu nợ Trung Quốc và Liên Xô bao nhiêu. Tuy nhiên sau năm 75 thì người cộng sản phải lập tức làm cái việc là họ chở 16 tấn vàng ở trong kho dự trữ, mà họ nói ông Thiệu lấy. Sau năm 75 là cộng sản nói là ông Thiệu lấy vàng bay ra khỏi Việt Nam, tuyên truyền cho người họ ghét ông Thiệu, ghét chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ghét Mỹ. Nhưng mà thật ra là cộng sản vào lấy 16 tấn vàng này, lập tức chở qua nộp cho Liên Xô, giống như là một động thái trả nợ, cảm ơn, động thái cảm ơn. Không chỉ 16 tấn này đâu, mà tất cả các kho dự trữ của ngân khố Việt Nam Cộng Hòa là người cộng sản lấy hết, vét sạch để chở qua trả cho Liên Xô. Không ai biết con số này là bao nhiêu cho tới bây giờ, nhưng mà người ta biết chắc con số 16 tấn vàng là có, là chở qua Liên Xô là có thật. Thì các anh chị có thể kiểm tra bằng Google rất là đơn giản. Các anh chị lên báo Tuổi Trẻ có đăng rồi, báo Tuổi Trẻ của Cộng sản có đăng câu chuyện về 16 tấn vàng. Rồi không ai biết con số là để thực hiện giấc mơ vĩ đại của người Cộng sản Việt Nam. Người Cộng sản Việt Nam thiếu Trung Quốc bao nhiêu, không ai biết. Tuy nhiên trong một cái bản tin phát thanh trên Vịnh Bắc Bộ, họ phát thanh bằng tiếng Việt, người Trung Quốc phát thanh bằng tiếng Việt. Tại vì tàu cảnh sát biển đụng độ với những cái tàu mà bảo vệ giàn khoan HD981, các anh chị nhớ là HD981 khi nó kéo vào biển á, thì tàu cảnh sát biển chúng ta cũng chạy vòng vòng á, thì nó xịt nước, anh chị nhớ không? Nó xịt nước giống như là nó tắm heo vậy đó. Nó xịt nước như tắm heo vậy. Thì trong một số trận đụng độ đó, nó phát một vài cái bản tin bằng tiếng Việt, thì nó phát ra: chính phủ cộng sản của các anh đã nợ chính phủ chúng tôi trong hai cuộc kháng chiến tổng cộng số tiền là hơn 800 tỷ đô. Hơn 800 tỷ đô. Trung Quốc nó tự phát thanh cái bản tin đó nghe các anh chị. Chứ bây giờ chúng ta không có chứng cứ nào, không có một cái văn bản nào gì cái món nợ mà Cộng sản Việt Nam phải trả cho Trung Quốc cả. Nhưng mà chính phủ của các anh, tức là chính phủ Cộng sản Việt Nam, đã thiếu chính phủ của tôi trong suốt cái thời gian mà gọi là chống Mỹ cứu nước á. Thật ra là trong suốt thời gian đi cướp nước á, là hơn 800 tỷ đô. Trung Quốc tự đưa ra con số. Thì các bạn thấy là cả nước Việt Nam chúng ta làm một năm mà không ăn, dưới triều đại cộng sản hiện nay, cả nước Việt Nam chúng ta làm một năm mà không ăn chỉ có khoảng 140 tỷ đô. 140 tỷ thôi. Thì chúng ta làm mà nhịn ăn á, làm nhịn ăn á, là khoảng 6 năm chúng ta mới trả nợ hết cho Trung Quốc cái món nợ mà cộng sản vay mượn để cướp nước, vay mượn để thực hiện giấc mơ vĩ đại ăn cướp của mình. Con số này là chúng ta phải, chứ nó tính làm mà vợ chồng con cháu chúng ta, ông bà gì cả nước làm còng lưng mà nhịn ăn luôn, nhịn ăn nhịn xài 6 năm mới trả hết món nợ này. Thì các anh chị biết rồi, ở Việt Nam với cái tầm lãnh đạo của những giống như phó ban kinh tế lúc đầu tôi nói, ông Đinh La Thăng, phó ban kinh tế trung ương, tầm lãnh đạo kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giống như con người mà còn cái đuôi vậy, thì làm sao mà tạo ra 800 tỷ đô các anh chị? Làm sao? Đào hết tài nguyên bán thì nó chui vô túi riêng của những nhân vật ăn cướp, những người mà nuôi tham vọng ăn cướp, rồi họ tẩu tán tài sản và vợ con đi nước ngoài hết rồi. Họ đâu có để lại gì cho đất nước đâu mà trả nợ. Đúng không? Đào hết tài nguyên lên thì họ cũng ăn hết rồi. Rồi dân làm bao nhiêu thì họ đánh thuế tới tận xương tủy, đẻ con rồi là phải đánh thuế. Các anh chị không đóng thuế là nó đâu làm giấy khai sinh cho con các anh chị. Đẻ ra đánh thuế còn tệ hại hơn thời mà thuộc thực dân Pháp nữa. Rồi bệnh hoạn gì cũng tiền, đủ thứ tiền, tiền thuốc men mà cũng đánh thuế, trong khi tất cả các quốc gia khác người ta chữa bệnh miễn phí, còn dân của mình thì bước vô bệnh viện cái là nó cắt cổ, không có tiền nó bỏ nằm chết ở ngoài cửa, không cho vô bệnh viện, thậm chí là chết không được đưa vô nhà xác luôn. Thì nó đánh thuế mà nó cao cấu đến tận xương tủy, nó cũng vét đen đi nước ngoài. Giấc mơ của tụi nó là giấc mơ cướp mà, thì khi đạt được giấc mơ thì nó phải cướp thôi,
nó cướp tiếp thôi. Thành ra là không thể nào Cộng sản Việt Nam tạo ra số tiền 800 tỷ đô để trả cho Trung Quốc, không thể nào. Thì trả giá cho giấc mơ ấy bằng hàng loạt các dự án Trung Quốc nó xuất hiện ở Việt Nam, đó là động thái trả nợ đó các anh chị, trả nợ. Hàng loạt đất đai ở biên giới phía Bắc, khi đàm phán hiệp định biên giới giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, đàm phán mà chúng ta bị mất đất, mất luôn Ải Nam Quan, mất luôn Tháp Bản Dốc, là trả nợ đó các anh chị. Hàng loạt cái vùng kinh tế ở Vịnh Bắc Bộ, tức là khoảng 1/3 Vịnh Bắc Bộ hiện nay thuộc về sự quản lý của Trung Quốc, là động thái trả nợ đó các anh chị. Thậm chí các anh chị biết không, Vịnh Hạ Long rất là nhiều, phần lớn của Vịnh Hạ Long hiện bây giờ đó các anh chị, là do Trung Quốc đang quản lý, mà tại vì nó không nói thôi, Trung Quốc đang quản lý, không có tàu cảnh sát biển nào mà chạy trong vùng Vịnh Hạ Long được đâu, Trung Quốc nó đang quản lý rồi đó. Và rất là nhiều công ty khai thác du lịch ở vùng đó là do là đem về lợi ích cho Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Rồi Hoàng Sa bị mất là cũng ngầm trả nợ cho Trung Quốc. Trường Sa bị mất, thậm chí là những người lính của Cộng sản phải đứng, phải bị ra lệnh là đứng căng tay ra chịu đạn của Trung Quốc, bị bắn chết, xác bị dùi vĩnh viễn dưới biển không được lấy về, mất luôn đảo ở Trường Sa là tại gì? Trả nợ cho Trung Quốc đó các anh chị. Chứ Cộng sản làm gì ra tiền, lấy buộc lòng họ phải bán nước để trả nợ, để thực hiện giấc mơ cướp chính quyền, cướp miền Nam. Cuối cùng người Cộng sản ngày hôm nay họ, chính bản thân họ cũng biết rằng họ phải bán nước họ mới trả nợ được. Họ đánh đổi bằng cái giá rất là lớn, và cái giá đó họ không có cách nào để mà họ thay đổi, không chọn lựa nào khác được. Các anh chị nói là họ đi dây tiền nước ngoài về, dây tiền nước ngoài về họ để họ được ăn tiếp. Tại vì vấn đề Cộng sản là cướp, vấn đề của Cộng sản là cướp, mục tiêu Cộng sản là cướp. Thì họ đem về, họ không có thể nào để họ đem tiền đó trả nợ đâu, trả bằng cách nào. Họ làm bộ họ đầu tư, nhưng thật ra đầu tư 10 đồng nhưng mà nó giàu trong xã hội chúng ta được 2 đồng, 3 đồng, còn 7 đồng là đem vào túi họ, đem nước ngoài tiếp. Thế hệ này tới thế hệ khác Cộng sản là ăn cướp, cứ ăn cướp xong rồi tẩu tán nước ngoài, đem vợ con chạy nước ngoài hết. Các anh chị thử coi có nhân vật nguyên thủ quốc gia nào của Việt Nam cho tới bây giờ mà không có người thân ở nước ngoài không? Các anh chị chỉ cho tôi coi. Các anh chị chỉ cho tôi coi. Các anh chị không cần phải chú ý tới dư luận viên. Các anh chị tập trung vào cuộc giao lưu với chúng ta, cuộc đàm luận của chúng ta được rồi. Để cho họ nghe đi các anh chị. Có nguyên thủ quốc gia nào mà không có tẩu tán tài sản và vợ con đi ra các nước phương Tây không? Miệng thì liên tục chửi Mỹ, nhưng mà rất nhiều người có tài sản và vợ con ở Mỹ. Miệng thì liên tục yêu Trung Quốc, yêu đồng chí tốt, láng giềng tốt, nhưng mà hầu hết không có đồng chí nào đi qua Trung Quốc ở. Bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ đồng chí nào mà xác định Trung Quốc là đồng chí tốt, bây giờ dọn nhà qua Trung Quốc ở đi. Người dân chúng ta hoan hô, ủng hộ không các chị? Ủng hộ đi các chị. Tôi ủng hộ, các chị ủng hộ không? Ủng hộ mấy ông chấp vua Cộng sản qua Trung Quốc ở, các chị ủng hộ không? Mấy bạn dư luận viên cũng phải ủng hộ chứ, các bạn yêu Trung Quốc đi chứ. Gia đình các bạn cũng phải dọn qua Trung Quốc ở, chứ các bạn yêu Trung Quốc mà không qua Trung Quốc ở, chửi Mỹ mà cứ liên tục đi qua Mỹ ở là sao? Tức là vấn đề của Cộng sản là vấn đề rất là lừa phỉnh, ăn cướp thôi. Nó dốc đặng cướp chơi. Nó dốc đặng cướp chơi thôi. Thì họ đem tiền vay về họ cũng không phục vụ cho mục đích trả nợ đâu, mà họ phục dịch vụ cho mục đích họ tẩu tán gia đình con cái của họ. Thế hệ Cộng sản này tới thế hệ Cộng sản khác đều chạy ra nước ngoài hết. Thì cái món nợ mà những người Cộng sản năm xưa nợ Trung Quốc, nợ Liên Xô mà sụp rồi, Liên Xô sụp rồi không tính, nợ Trung Quốc á, để cướp chính quyền, để giữ lại bộ máy chính quyền cướp này, thì trả bằng đất đai, trả bằng biển đảo, trả bằng các dự án kinh tế. Hơn 5.000 dự án của Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam hiện giờ là cái gì? Hơn 5.000 dự án. Tổng cái đầu tư mà tụi nó công bố, cái phần không công bố có thể lớn gấp một chục lần tổng đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam mà được công bố là hơn 70 tỷ đô. Cả nước Việt Nam chúng ta làm không ăn được có 140 tỷ mà Trung Quốc nó thổi tiền vô 70 tỷ. Thì các anh chị thấy nó khống chế phân nửa cái mạch máu kinh tế của chúng ta rồi còn gì. Mà tất cả các vị trí mà Trung Quốc đầu tư mà do Cộng sản Việt Nam rước vào, phải rước vào để trả nợ mà. Tất cả các vị trí mà Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam toàn là vị trí chiến lược, vị trí
trọng yếu, vị trí mà yết hầu của Việt Nam, không yết hầu của quân sự quốc phòng thì cũng yết hầu của kinh tế. Các chị điểm này có phải không? Các điểm cao chiến lược phòng thủ ở Tây Bắc nằm trong vùng đất đai mà Trung Quốc nó thuê 99 năm. Cái này, cái thông tin này là do Bộ Quốc phòng cung cấp chứ tụi tôi đâu có tự có được anh chị. Trong một lần tôi dự một kỳ họp quốc hội kéo dài hơn một tháng là tôi trực tiếp tham dự, tôi nghe được thông tin đó. Các anh chị biết những cái cuộc họp đó là bước vào đó là tất cả điện thoại là họ phá sóng sạch đó. Không có cho chúng ta quay phim hay chụp ảnh. Ở bên trong hội trường quốc hội nó có những thông tin động trời. Động trời quốc hội Cộng sản Việt Nam á. Tất cả điểm cao phòng thủ quân sự ở phía Bắc để nó bảo vệ cho thủ đô của chúng ta là nằm trong sự khống chế của Trung Quốc hết, mà cho thuê tới 99 năm. Các anh chị miền Bắc biết điều này không? Biết chứ sao mà không biết. Tại không nói với nhau thôi, tại giấu thôi. Vì lý do, vì ước mơ nào đó của các anh chị cũng giấu tiếp thôi. Đúng không ạ? Rồi, miền Trung nằm ngay yết hầu luôn. Hà Tĩnh, Nghệ An là ngay yết hầu của miền Trung luôn. Có chuyện gì tại dùng cái khu vực này, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình nó mỏng lắm anh chị. Đất nước chúng ta tới chỗ đó nó mỏng. Nó cắt ngang đó một cái là sự tiếp diện giữa hai miền, sự liên hệ giữa hai miền bị đứt hết. Bị đứt hết, không còn nữa. Nó cắt ngang đó là xong, đất nước chúng ta lại còn gì, đúng không các anh chị? Tức là quả hoàng lắm thì chúng ta chỉ giữ được một phần miền Nam thôi chứ miền Bắc không giữ được. Nó cắt ngang là coi như là nó ít nhất nó cũng lấy được phần nửa nữa. Đó là một trong những cái chiến thuật của thằng Trung Quốc đó các anh chị. Nó chiếm những vị trí trọng yếu thôi. Rồi đèo Hải Vân, Vịnh Lăng Cô ở Huế, cái vùng đó các anh chị biết cái đèo Hải Vân cực kỳ rất khó qua. Hành quân là không thể này đi qua đèo Hải Vân được rồi đó các anh chị. Nếu mà giờ chỉ có một đường hầm duy nhất thôi, còn đường bộ đèo Hải Vân là gần như qua không được. Thì Trung Quốc nó đóng căn cứ ở chỗ đó, nó xây dự án ở chỗ đó, chẳng qua là để đóng căn cứ ngay chỗ đó. Nó chiếm ngay vùng đó luôn để nó án ngữ. Ở miền Nam muốn đánh ra để giúp miền Bắc thì nó cũng chặn lại được, nó chặn lại hết. Nó đâu cho ra. Thì ít nhất nó cũng chiếm được từ Huế đổ ra. Tất cả đều nằm trong cái tính toán của nó, đó là yết hầu nền kinh tế, yết hầu về quốc phòng của chúng ta hết. Rồi, hàng loạt các vùng ở dưới này là các động thái chúng ta nhìn là biết Cộng sản Việt Nam trả nợ cho Trung Quốc. Nguyên cái vùng Tây Nguyên là một cái vùng trọng yếu. Các anh chị biết đất nước nào cũng vậy, vùng rừng, vùng núi, vùng tài nguyên, thiên nhiên họ bảo vệ cho sức khỏe của con cháu, họ cho môi trường sinh thái rất là quan trọng. Tây Nguyên là vùng quan trọng lắm các anh chị. Thì nguyên cái vùng đó nó còn là vùng trọng yếu về quốc phòng. Các anh chị, miền Trung thì nó độc đạo chỉ có quốc lộ 1. Độc đạo chỉ có quốc lộ 1 thôi, mà cắt quốc lộ 1 thì không thể nào đánh vào miền Nam được. Chỉ còn một con đường duy nhất là đường Tây Nguyên. Cộng sản nó cấp phép cho Trung Quốc đầu tư ở Tây Nguyên. Đầu tư nguyên dự án ở Tây Nguyên mà nó có chừng 100.000 quân ở đó luôn. Gần 100.000 thằng quân giả dạng công nhân đóng ở đó rồi thì đâu cần phải hành quân nữa. Từ Tây Nguyên đi đánh xuống miền Đông rất là gần. Đúng không? Đánh xuống Sài Gòn rất là gần. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa triệt thoái khỏi Tây Nguyên là một quyết định sai lầm về chiến thuật. Triệt thoái khỏi Tây Nguyên thành ra là quân Cộng sản nó mới hành quân đường Trường Sơn, nó đi Tây Nguyên nó đánh bọc xuống miền Đông các anh chị. Nó mới thắng được á. Chớ đánh mà đường quốc lộ 1 á, mà chúng ta vừa đánh theo kiểu mà đánh chặn đứt cầu xong rồi rui về đánh chặn tiếp, đứt cầu. Đánh kiểu đó là Cộng sản miền Bắc đánh 1.000 năm không bao giờ tới được miền Nam. Đánh không bao giờ tới được miền Nam. Tại vì Tây Nguyên nó không đánh được, nó không lấy được, cứ giữ Tây Nguyên hoài là nó không có đi được, nó không đi xuống, nó đánh bọc hậu, đánh dòng về phía Tây Ninh rồi đó các anh chị. Đánh dòng về phía Phước Long rồi đó là nó gây cho Sài Gòn rơi vào thế gọng kìm. Thành ra là Tây Nguyên bây giờ rơi vào tay Trung Quốc là một trong những cái nó đe dọa miền Nam chúng ta là nó như yết hầu rồi, nó chặn ngang luôn về quân sự. Dạ, nhà máy giấy Lion Man ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là một động thái trả nợ cho Trung Quốc. Thì tôi nói điều này các anh chị ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở Cần Thơ, biết ai là người chủ trương mà rất là mạnh để cấp phép cho dự án này thì chính là tay sai của Trung Quốc. Các anh chị ở đó mà các anh chị không biết những nhân vật này thì thôi à. Thì thôi luôn á. Tại sao ở cái vùng giữa lúa, giữa lương thực, giữa cá lớn nhất của Việt Nam mà thậm chí nằm trong top 5 vùng đồng bằng trù phú nhất thế giới. Các anh chị nên nhớ nha, top 5 vùng đồng bằng trù phú nhất thế giới là đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Mà Trung Quốc nó xây cái nhà máy giấy lớn nhất thế giới đó. Tại sao? Nhà máy giấy đó cũng nằm trong top 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới luôn các anh chị, nằm ngay vị trí đó. Tại sao?
tại vì nó tàn phá cái nồi cơm của chúng ta, nó phá hết cái giữa lúa giữa lương thực để không còn nuôi sống dân chúng ta được nữa, thì dân chúng ta ngày càng bị kiệt quệ, sức khỏe ngày càng bị giảm sút, độc hại nó tàn phá, thì chúng ta còn lực lượng đâu để mà chống lại sự xâm lăng của nó? Đó là yết hầu đó các anh chị. Thì tất cả động thái này Cộng sản Việt Nam biết hết, Cộng sản Việt Nam biết hết, nhưng nó phải trả nợ, món nợ mà thực hiện giấc mơ ăn cướp của nó ngày xưa, nó không thể nào nó từ chối cái món nợ này. Phải trả nợ thôi. Thành ra ai cũng có ước mơ, mấy anh cộng sản mấy anh cũng có ước mơ, mà ước mơ vĩ đại của mấy ảnh là ước mơ cướp nước chứ không phải là nắm chính quyền bằng con đường dân cử. Thành ra nó trả giá bằng phụ thuộc rất sâu vào ngoại bang. Cho đến bây giờ thì sau khi thực hiện được giấc mơ cướp nước sau 42 năm, 43 năm thì đất nước mà anh cướp được hoàn toàn rơi vào tay giặc. Thực hiện giấc mơ mình được vài chục năm hoàn toàn giấc mơ cũng tan vỡ tiếp thôi. Không có cách nào khác. Thằng giặc nó đâu có để cho chúng ta ăn cướp và chúng ta ăn mình nên. Một lúc nào đó nó cũng nó còn tham hơn chúng ta, nó thích những thằng mà ăn cướp lắm anh chị, nó thích giúp những thằng ăn cướp lắm, tại vì ăn cướp xong là nó ăn cướp lại dễ hơn là tự Trung Quốc mà nó đưa quân qua nó chiếm Việt Nam chúng ta thì đời nào mà nó chiếm được, đúng không ạ? Để cho cộng sản chiếm xong nó chiếm nhanh hơn, dễ hơn, mà dân ngu hơn, dân ngu dân không có biết gì á, dân nhìn thấy ôi yêu đảng yêu quát lắm thì cuối cùng làm nô lệ Trung Quốc không hay, rất là dễ, đúng không anh chị? Thành ra là những anh cộng sản ơi, đặc biệt là những anh cộng sản thế hệ bây giờ, câu chuyện này tôi không phải nói chơi với các anh chị, tôi không phải nói chơi mà đây là câu chuyện có thật, các anh chị có thể tự kiểm chứng, đây là câu chuyện có thật. Thế hệ trước, thế hệ cộng sản trước của các anh chị nó ăn hết rồi, nó ăn sạch sẽ rồi, nó thực hiện giấc mơ cướp của nó xong rồi nó tẩu tán tài sản gia đình đi hết rồi. Các anh chị có thể kiểm chứng danh sách những nhân vật chóp bu cộng sản đang có tiền ở Thụy Sĩ, đang có vợ con, tài sản nhà cửa nước ngoài, các anh chị kiểm chứng. Bây giờ Internet miễn phí, 3G có 70.000 Việt Nam đồng một tháng, quá rẻ. Các anh chị không kiểm chứng sự thật nữa thì sống làm cái gì? Đúng không ạ? Thế hệ trước của các anh chị, thế hệ cộng sản trước đó, để thực hiện giấc mơ ăn cướp của mình, vô tình đã rơi vào bẫy của thằng giặc, rước giặc vào nhà. Rước giặc vào nhà. Bây giờ cái giá mà chúng ta phải trả, các anh chị cộng sản lẫn chúng tôi là những người dân phải trả là chúng ta mất nước, chúng ta mất quyền tự do, chúng ta làm nô lệ vĩnh viễn cho thằng giặc. Mà thằng giặc truyền thống, thằng giặc này nó có truyền thống cướp nước chúng ta cả ngàn năm nay, ông bà chúng ta phải mất bao nhiêu xương máu để giữ lại đất nước này, mà bây giờ vì chủ thuyết cộng sản ăn cướp chúng ta đang dần dần rơi vào tay của nó. Và các anh chị đừng có ngây thơ cho rằng tôi thấy nhiều anh chị, đặc biệt là các anh chị đảng viên, các anh chị yêu đảng, các anh chị không phải đảng viên cũng yêu đảng, ngây thơ như thế này: chủ nghĩa cộng sản không có sai, chỉ có con người làm sai thôi. Bác không có sai, chỉ có những người bây giờ thế hệ sau bây giờ là sai thôi. Cái đó là các anh chị rất là ngây thơ, mà người bình dân họ cho là ngu á. Tôi thấy rất là ngây thơ. Ngây thơ là sao ạ? Ngây thơ chỗ các anh chị cũng có ước mơ, các anh chị không dám ước mơ lớn như những thằng chết bu cộng sản là cướp, không dám ước mơ chỗ đó, các anh chị không dám. Các anh chị không dám mơ cướp vị trí chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, các anh chị làm gì dám, nhưng các anh chị cũng có ước mơ âm thầm trong lòng mình chứ, đúng không? Các anh chị cũng muốn lên chủ tịch huyện lắm, muốn lên chủ tịch tỉnh lắm, cũng muốn lên bí thư đồ lắm, chứ không phải không đâu. Các anh chị cũng có ước mơ đó lắm, tôi biết. Ai cũng có ước mơ đó. Thành ra các anh chị mới nuôi cái tư tưởng là chủ nghĩa cộng sản không có sai, chỉ có con người làm sai thôi. Đặng các anh chị một ngày nào đó len lỏi, biết đâu, biết đâu hên hên tụi nó chết hết mình lên làm trùm, biết đâu. Có không các anh chị? Có không? Làm gì có. Chủ nghĩa cộng sản không có sai, nhưng mà nó tầm bậy không à. Nó có tạo điều kiện cho người giỏi thực hiện ước mơ của mình đâu. Có tạo điều kiện cho các anh chị thực hiện ước mơ mình đâu. Tất cả những người nào giỏi nó thanh lọc hết, nó diệt trừ hết. Chỉ có những người nào mà giỏi luồn cúi, giỏi quỳ gối, giỏi khom lưng, giỏi thượng đội hạ đạp, giỏi ăn cướp,
thì mới được đứng vào bộ máy của nó, đứng vào những vị trí quan trọng đằng sau, đằng giao hàng, giao ngũ, giao hàng, giao ngũ. Tụi nó là một bộ máy ăn cướp mà các anh chị. Làm sao mà những người không ăn cướp, những người thực tài mà các anh chị đứng vào trong đó được? Các anh chị đứng vào trong đó là nó thanh lọc các anh chị ra ngay. Tại vì một đám ăn cướp và thằng nào nó ăn cướp nó cứ đứng nó nhìn gì hoài nè, nó nhìn gì hoài là nguyên đám ăn cướp nó nhọt lắm, sao nó ăn cướp được? Nó phải tiêu diệt ngay. Thì những người mà đấu tranh chống tiêu cực ở trong các đơn vị các anh chị có tồn tại được không? Có tồn tại được đâu. Một cô giáo bình thường thôi, nói lên sự thật còn bị đuổi học, đuổi dạy, bị cho mất dạy luôn, cấm dạy luôn, đúng không các anh chị? Một thầy giáo chống tiêu cực thôi bị đuổi khỏi ngành, thầy giáo khoa ở miền Trung đó các anh chị, đúng không ạ? Một thầy giáo mà chống bullshit Tây Nguyên thôi, nó giết luôn ở trong tù đó. Nó giết luôn đó các anh chị, đúng không? Rồi những nhân vật đó mà có thực tài về Việt Nam cống hiến có chứ sao không, có làm được một vài năm phải bỏ đi hết. Các anh chị có cầm cái bằng mà thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về Việt Nam hay chăng nữa thì các anh chị cũng lãnh lương 3 cọc 3 đồng một tháng, cùng lắm các anh chị lãnh được chừng 500 đô, 10 10 10 12 triệu một tháng là cùng. Trong khi một em học sinh thôi đi làm thêm 2 ngày cuối tuần thôi, cũng kiếm được 500 đô. Làm thêm thứ bảy chủ nhật thôi, sáng chiều làm 4 cái buổi vậy đó là kiếm được 500 đô. Thì các anh chị tiến sĩ nước ngoài về làm cũng kiếm được 500 đô thôi. Cái khung lương của thằng cộng sản nó vậy các anh chị. Thì chủ nghĩa cộng sản không có sai, mà nó ăn cướp thôi chứ nó không sai. Cái đó là nó cướp chất xám của mình. Thì đường nào mà những tiến sĩ, những thạc sĩ ở nước ngoài về mà có vị trí nào quan trọng ở trong bộ máy được. Thì ở Cần Thơ tôi có một người 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 bạn học tiến sĩ ngành tự động hóa ở Hà Lan. Câu chuyện này rất là nổi tiếng ở trên internet rồi các anh chị biết, học tiến sĩ ngành tự động hóa ở Hà Lan, tình nguyện về Cần Thơ tại vì về quê hương của mình để mà phục vụ, để mà phục vụ. Thì về nó bố trí vào trường đại học tại chức. Tại chức là trường đại học gì các anh chị biết không? Đại học tại chức là trên thế giới này chỉ có Việt Nam có đại học tại chức thôi, không có nước nào có, độc đạo lắm. Đại học tại chức tức là đại học cho dành cho mấy thằng lãnh đạo á, mà nó dốt, nó không có bằng cấp á, thì nó vừa làm vừa học. Tại chức là đang đương đương chức mà vẫn đi học được là đại học tại chức. Vừa làm vừa học đang hợp thức hóa bằng cấp, đặng mà chạy đua bằng cấp, đặng chạy đua chức. Lên chức là phải xét bằng cấp, ở Việt Nam nó vậy các chị, chứ phải lên chức là xét vào năng lực, nó không không xét năng lực mà xét bằng cấp. Thành ra là cái anh bạn của tôi về phục vụ đưa vào trường tại chức là để dạy cho mấy thằng dốt vô ngay cái bộ máy, để dạy cho mấy thằng dốt. Thì như cái bộ máy đó tôi không nói tất cả, nhưng hầu như cái ban lãnh đạo của trường đó cũng là những thằng dốt, hầu như chứ không phải nói tất cả nghe các anh chị. Tại tôi biết trong đó cũng có những người giỏi, hầu như là những thằng dốt nó mới ngồi cái trường đó. Thì anh bạn học tiến sĩ tự động hóa ở châu Âu, các anh chị biết cái ngành đó khó học lắm, người châu Âu người ta chưa chắc gì học được ngành đó, mà Việt Nam mình có một người học được ngành đó. Mà theo cho tới bây giờ tôi biết ở Việt Nam có hai người học ngành đó thôi, một người ở Sài Gòn, một người là anh bạn đó. Về nó đưa vào trong cái bộ phận giảng dạy mà gần như cả năm không có lớp để dạy. Có ông tại chức là học tự động hóa đâu, làm sao biết? Trời ơi, tự động hóa là họ làm robot rồi các anh chị, họ làm những cái máy móc tự động, những máy móc chính xác để cải thiện năng suất lao động. Rồi cái ngành đó nó, trời ơi, mình không có tưởng tượng được nó là cái gì đâu. Các chị qua Đức, qua Hà Lan rồi coi hệ thống máy móc của nó là ngành tự động hóa nó tạo ra công nghệ của các nước đó đó. Thì anh bạn này gần như không có phát huy được gì hết, tiến sĩ. Cái có một cái hội nghị ở Hà Nội mà do nước ngoài nó tổ chức, do cái hội hội tự động hóa ở nước ngoài nó tổ chức á, thì cả năm trời anh này không có tiếp cận được gì của ngành mình hết trơn. Mừng quá, xin đi dự hội nghị đặng đặng giống như là để sống lại ước mơ của mình. Trường nó không cho đi, đi làm chi, đi về có dạy được cho ai đâu mà đi, mà cứ ngồi đó mày lãnh lương đi, rồi chừng nào mày về hưu thì thôi, cộng sản là vậy mà các anh chị. Anh này buồn quá, xin nghỉ phép để đi, tự đi. Đi về nó kỷ luật á, các anh chị, đi bằng tiền của mình đi dự cái hội nghị đó, về nó kỷ luật, về nó kỷ luật. Anh này bị kỷ luật mà này mới mới quạo lên, mới là xin ra khỏi đảng, mới là kiện cha hiệu trưởng kỷ luật mình mà trái pháp luật. Cuối cùng mới là báo chí đều làm rầm rầm, mà dư luận làm rầm rầm, cuối cùng mới cái anh cha này á, mới mới họp xin lỗi anh này, rút lại quyết định kỷ luật, nhưng mà anh này vẫn xin ra khỏi đảng.
Dạ, hình như anh này bây giờ chuyển đi là tôi cũng không có cập nhật thông tin, nhưng mà chuyển về đại học Fulbright hay sao? Không thể nào các anh chị tồn tại trong bộ máy của Cộng sản được. Bộ máy của nó là như thế. Các anh chị đừng nói là chủ nghĩa Cộng sản không sai, đó là do chủ nghĩa Cộng sản mà ra. Chứ đâu phải là do con người nào đâu. Tất cả cái hệ thống chủ nghĩa Cộng sản nó tạo ra hệ thống đó. Hệ thống người tài không bao giờ chui vào được bộ máy Cộng sản, mà chỉ là những thằng luồn cuối, những thằng gian lận, những thằng cướp bóc, những thằng thủ đoạn, những thằng độc ác thì mới đứng vào bộ máy của nó được. Có anh còn nhớ câu câu tục ngữ hả? Câu tục ngữ dốt như chiên tù, ngu như tại chức. Các anh chị, đó là sự thật. Thì các anh chị đừng có mộng mơ, đừng có nuôi giấc mơ ảo tưởng chủ nghĩa cộng sản không sai. Rồi bác không sai, chỉ có những người sau bác sai thôi. Có những người còn còn rùng rợn hơn, có những em sủ nhi ước gì bây giờ bác sống lại Việt Nam sẽ đỡ hơn. Chờ tôi nghe tôi nổ cục lên cho các anh chị, nổ cục hết trơn. Trời ơi, con quỷ đó mà nó sống lại Việt Nam mình trở thành nô lệ 1.000 năm nữa. Cái thằng bác á, mà các bé các em đang yêu á, cái thằng đó là người Trung Quốc. Thôi cái giấc mơ ngu si đó đi. Ông Nguyễn Tất Thành á, cũng chẳng có gì vĩ đại. Cái câu chuyện mà ông Nguyễn Tất Thành gieo vào đầu của các bạn cái giấc mơ vĩ đại, đó là giấc mơ nhảm nhí, xàm xí và lừa phỉnh. Ông Nguyễn Tất Thành không có phải ra đi từ Bến Nhà Rồng xây một cái bảo tàng rất là bự ở Bến Nhà Rồng. Các anh chị, Bến Nhà Rồng là từ quận nhất, các anh chị bước qua quận tư đó, đi qua cái cầu đó, là bên tay trái là Bến Nhà Rồng đó, là xây cái bảo tàng Chà Bá Lửa, bảo tàng Hồ Bá Chó đó. Là người ta cho rằng từ chỗ đó đó ông Nguyễn Tất Thành lên tàu đi Pháp để tìm đường cứu nước đó. Nhưng mà thật ra không phải như vậy các anh chị, không phải. Hồi thời điểm đó, ở vị trí đó, người ta còn chụp được tấm hình đó chỉ là một bãi cỏ hoang, một bãi đất hoang, không có bến cảng nào đó, mà nó có một cái đồn Pháp đóng ở đó nữa. Cái đồn quân Pháp đóng ở đó để nó điều tiết tàu thuyền đi ra vào sông Sài Gòn. Mà cái bến cảng á, chính là cái chỗ mà Bộ Tư lệnh Hải quân đang đóng bây giờ ở đường Tôn Đức Thắng. Tức là chịch xuống không cây số nữa mới đúng. Ở chỗ có mấy chiếc cây đà bác cổ cổ nó đứng chĩa ra vậy nè các anh chị, bên kia nó có mấy bảng quảng cáo bia đó. Đó, chỗ đó mới là chỗ chỗ bến tàu nó đậu. Còn cái chỗ Bến Nhà Rồng là cái chỗ cái bãi cỏ hoang, mà nó tuyên truyền từ Bến Nhà Rồng bác đã ra đi mà chúng ta cũng bị nhồi. Ở chỗ đó mà bác lú đầu ra Pháp nó bắn bác lòi ốc. Có cái đồn Pháp nó đóng ở chỗ đó. Ai mà bò cái đó được, trời. Bò ra nó vượt biên đi 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 lên tàu lậu nó bắn cho lòi sọ ra ngoài cái gì. Mà nó dốc bao nhiêu năm vậy mà cũng nghe. Bây giờ đi vô bảo tàng Bến Nhà Rồng, bảo tàng Hồ Bả Chó đi mặc nghênh nghênh rồi đi chụp hình tự sướng rồi. Tôi mệt mấy em quá, tôi mệt mấy bác quá thiệt, tôi mệt mấy cháu quá. Cái não bị nhuyễn đó này. Mà ông Nguyễn Tất Thành tôi nói là ông chẳng có vĩ đại gì cả, chẳng có vĩ đại gì cả. Ông là con của một ông quan quan với giới triều thuộc Pháp, tức là cái triều đại mà nửa thực dân nửa phong kiến các anh chị, thì chính quyền phong kiến nó vẫn còn, thực dân nó bảo hộ. Thì ông Nguyễn Sinh Sắc ông bị phạm tội, ông bị cách chức, ông bị đài vào phương Nam. Bây giờ ông bị đài vào, là bây giờ cái mộ của Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp đó, là bị đài vào phương Nam làm nghề thầy bốc thuốc và thầy bói, bị cách chức, bị phạm tội, bị đài vào phương Nam. Mà cái tội này cũng có liên quan tới 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 tư tưởng cộng sản lắm, tội đánh đập hành hạ tra tấn người khác cho đến chết. làm quan ở miền Trung đánh đập tra tấn người ta cho đến chết, bị cách chức, bị đày vào phương Nam. Ông Nguyễn Tất Thành ông bị đuổi học, Nguyễn Sinh Cung á bị đuổi học, ông mới viết thư xin vào trường Pháp để học, xin vào trường Pháp để học, lá thư này còn mà Pháp nó từ chối. Con của một thằng quan bị cách chức, con của thằng quan dùng bạo lực giết người, Pháp đâu có chịu nhận các anh chị. Hồi xưa mà các anh chị biết được học trường Pháp thời thực dân Pháp, mặc dù nó áp dụng chế độ thực dân thiệt, nhưng mà người người dân của chúng ta gọi là dân An Nam á, là nó chia ra nhiều nhóm dân. Cái nhóm dân mà thượng đẳng á, là được quốc tịch Pháp. Cái nhóm dân An Nam mà thượng đẳng là được quốc tịch Pháp, tức là những người học hành đàng hoàng á các anh chị, được quốc tịch Pháp. Các anh chị biết những người mà học ở thời Pháp ai cũng rất là giỏi ngoại ngữ, giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, giỏi hai thứ tiếng. Sau khi học xong lớp 9 đó,
mình bây giờ gọi là lớp 9, chứ hồi xưa người ta gọi là đệ nhị hay gì đó, đệ nhị cấp hay gì đó, là người giỏi cả hai ngoại ngữ, họ sẽ có quốc tịch Pháp. Thành ra để vào học trường của họ, họ xét rất là kỹ, đâu có để cho cái đám mà cùng đinh áo giải, ngu dốt bẩn thỉu, mang di mọi rợ mà vào trong đó làm đi học đi hành rồi, rồi nhập quốc tịch Pháp được. Đó là điều đúng mà. Thành ra ông Nguyễn Tất Thành bị bác đơn không cho vào học, không cho vào học trường thuộc địa, không có được đi theo làm tay sai cho thuộc địa. Có gì đâu mà vĩ đại. Thì mới lang thang lết thết đi từ ngoài miền Bắc đi ngược vô miền Nam. Đi ngược vô miền Nam tới tới Quy Nhơn xin làm thầy thầy dạy thể dục, kêu bằng thầy giáo, chứ thật ra hồi xưa cái người mà hướng dẫn cho học sinh tập thể dục người ta không gọi là thầy giáo. Các anh chị hỏi hết thầy cô mà những người mà học ở thời Pháp thử coi, các anh chị hỏi hết những người mà học ở thời Pháp thuộc coi có ai gọi là thầy giáo đâu. Giống như là người ta gọi giống như là người huấn luyện viên hay là người hướng dẫn gì đó để cho mấy điều khiển cho mấy em tập thể dục giữa giờ vậy đó. Thì ông Nguyễn Tất Thanh ông làm điều đó tại vì cái trường đó cần cái người mà biết tiếng của bản địa để dạy cho các em. Thì vậy mà cũng xem cái bảo tàng ở Quy Nhơn, bảo tàng thầy giáo ở đó, thầy giáo ông, thầy giáo cái gì mà thầy giáo đi học người ta còn không cho mà thầy giáo cái gì đi học còn không cho thầy giáo cái gì. Biết hồi xưa là hồi xưa là cả lớp 9 của mình bây giờ thôi, lớp 9 thì đâu được là thầy giáo đâu, đâu được làm thầy giáo đúng không anh chị? Cả lớp 9 thôi thì thời Pháp họ gọi là đệ nhị đệ tứ gì đó, tôi cũng không rành lắm, tôi không nhớ lắm. Cả lớp 9 thôi người ta đã giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp rồi, thì cả như đi đi xin đi học làm sao làm thầy giáo người ta được. Mà cũng xây cái bảo tàng chà bá ở Quy Nhơn mà bây giờ ai cũng chui vô đó chụp hình tự sướng. Tôi mệt mấy em quá, tôi mệt mấy em quá trời, bị nhuyễn cái não không có biết được sự thật, không có gì phải 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 đáng ca ngợi ông Nguyễn Tất Thành cả, ông chẳng có gì đáng ca ngợi hết. Rồi mới lết thết lang thang cũng bị đuổi tiếp, lang thang vào Sài Gòn làm công làm mướn làm thuê, lết thết lang thang chứ có việc gì đâu mà làm. Mà các anh chị biết không, con của quan mà quan gọi là quan hung dữ, quan mà quan hống hách nữa, thì mấy thằng đó nó cũng ốm yếu bệnh tật chứ có làm gì ra hồn. Các anh chị nhìn thấy anh chị em của Nguyễn Tất Thành có ai ra hồn không bây giờ đó? Các anh chị đừng có nói ông Nguyễn Sinh Hùng ra hồn nha, Nguyễn Sinh Hùng là cháu Nguyễn Tất Thành đó, đừng có đem nó ra, trời ơi, cộng sản nó dân nó dựng lên thôi chứ có cái gì đâu tài ba đó, đúng không các anh chị? Không có gì ra hồn hết. Dòng dõi của những người mà cũng như gia đình mà coi thường người khác mà tới đánh đập người ta tới chết thì có cái gì đó mà ra hồn? Có nhân cách đâu, có tư cách, có đạo đức gì đâu mà ra hồn. Thành ra bản thân ổng cũng có gì ra hồn, không có làm gì được hết mà lại bị bệnh yếu đuối, bị ho lao, ổng là bị lao các anh chị. Thành ra mới xin xuống dưới tàu Pháp để làm cái chân phục dịch thôi, để đi vượt biên để đi vượt biên đi nước ngoài, chứ sống ở trong nước thì sống chỗ nào, sống bằng cái gì? Cha thì bị tội phạm, học thì không được thì sống bằng cái gì? Thì xuống tàu Pháp làm một chân phục dịch. Nhưng mà may mắn là gì các anh chị? May mắn là thời đó các cụ của mình, đặc biệt là hai các cụ Phan á, cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, các phong trào Đông Du, các phong trào yêu nước chống lại thực dân Pháp, thời đó thì Pháp đàn áp rất là dữ. Thành ra những phong trào đó họ cần người. Thì Nguyễn Tất Thành bằng cách nào đó ông tiếp cận được những nhóm yêu nước. Ông lấy vị thế của những nhóm yêu nước này. Và các anh chị biết không, các trí thức yêu nước này họ có một cái bút danh là Nguyễn Ái Quốc, tức là người yêu nước. Người yêu nước, họ Nguyễn là họ của hoàng gia các anh chị. Họ Nguyễn là họ của nhà Nguyễn á, thì lấy cái chữ Nguyễn là ý là họ của hoàng gia, để cho người dân mình có thiện cảm. Người dân Việt Nam mình ngày xưa đầu óc còn thấp hơn bây giờ nữa các anh chị. Chữ ái quốc có nghĩa là yêu nước, lấy cái bút danh chung để viết những bài viết, những cái bài báo để tuyên truyền về chủ nghĩa yêu nước. Thì ông Nguyễn Tất Thành được ké cái bút danh đó, sau này cướp luôn bút danh đó, gọi là Nguyễn Ái Quốc. Chứ Nguyễn Tất Thành làm gì mà viết được hàng loạt các tác phẩm đó, không bao giờ. Khả năng còn viết chữ còn sai, viết chữ còn sai chính tả chị, đúng không? Đúng không chị? Viết chữ còn sai chính tả mà. Tiếng mẹ đẻ mà xài không xong, theo tôi nha, tôi nói cái gì giận chịu, tiếng mẹ đẻ mà xài không xong, người đó chưa xứng đáng làm người nữa, chứ đừng nói làm lãnh đạo hay lãnh tụ. Tiếng mẹ đẻ mình á mà xài không xong á, làm con người còn chưa xứng đáng ở kiếp này, nên làm một con thú đi.
chứ làm lãnh tụ cái gì thì làm sao mà viết được hàng loạt các tác phẩm đứng tên quyển Ai Quốc, chẳng qua là cướp bút danh thôi. Các anh chị có thể lên Google gõ Hồ Chí Minh cướp bút danh Nguyễn Ái Quốc như thế nào, các anh chị sẽ đọc được hàng loạt các chứng cứ. Bây giờ Google miễn phí, Internet 3G 70.000 một tháng quá rẻ, tìm hiểu sự thật quá dễ. Đúng không các anh chị? Rồi bằng một cách nào đó ổng mới báo cho mật thám Pháp bắt và giết hàng loạt các nhân vật yêu nước để ổng cướp vai trò phong trào. Nguyễn Tất Thành nó có gì đâu mà hay, cướp vai trò của phong trào là thứ nhất. Thứ hai là ở Trung Quốc ổng mới gom những cái nhóm thanh niên yêu nước lại, dụ dỗ họ đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản. Mà thời điểm đó các anh chị biết chủ nghĩa cộng sản nó hay lắm, nó tuyên truyền vào những người mà đang lang thang lết thết như Nguyễn Tất Thành này nè, nó tuyên truyền vào tư tưởng dân tộc, tư tưởng dân tộc. Các anh chị, những nước bị thuộc địa họ yêu dân tộc họ lắm, họ yêu nước lắm, tuyên truyền tư tưởng dân tộc để gom những người yêu nước này đứng lên đấu tranh cho cộng sản chứ không phải đấu tranh cho giải phóng dân tộc đâu nha. Cộng sản rất là hay, rất là hay. Chủ nghĩa cộng sản nó tuyên truyền tư tưởng dân tộc nhân cái dịp mà các nước thuộc địa đang đấu tranh đòi giải phóng dân tộc á, nó gom lực lượng này đấu tranh, tưởng đâu là đấu tranh giải phóng dân tộc, ai dè đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản. Xong giải phóng dân tộc khỏi khỏi thực dân, xong chủ nghĩa cộng sản nó cai trị dân tộc mình, tức là giải phóng dân tộc khỏi khỏi thuộc địa bị cai trị bởi cộng sản, chủ nghĩa cộng sản. Đó là con đường Hồ Chí Minh đi, con đường của Nguyễn Tất Thành đi đó. Thì dụ được một nhóm vậy nè, dụ được nhóm xong thành lập đảng cộng sản ở Trung Quốc chứ không phải ở Việt Nam. Tôi nhắc lại nghe, thành lập đảng cộng sản ở Trung Quốc, ở Việt Nam thì khác rồi. Ở Trung Quốc tức là một cái đảng mà không có chính danh, không có hợp pháp, anh thành lập ở nước ngoài mà anh về anh cướp chính quyền ở Việt Nam là anh tầm bậy, không hợp pháp. Ngay cả luật bây giờ, luật tổ chức chính quyền bây giờ cũng không cho tổ chức nào ở thành lập ở nước ngoài hoạt động ở Việt Nam. Hay các anh chị nước nào họ cũng vậy thôi, các anh chị kêu đảng cộng sản, các anh chị qua ứng cử ở Mỹ giành chức tổng thống Mỹ đi, khỏe khỏi giải phóng nước Mỹ, thử coi làm được không, làm thử ơi mấy bạn yêu đảng. Không có nước nào người ta cho phép điều đó đâu, mà Việt Nam chúng ta là yêu đảng mới chết, đảng của Trung Quốc đem về Việt Nam, ghê không? Rồi tôi nói tiếp về Nguyễn Tất Thành không có gì hay ho. Ông tiêu diệt hàng loạt các đồng chí của ông, đặc biệt là những đồng chí nhìn ra được sự thật, nhìn ra con đường cộng sản là con đường ăn cướp chứ không phải là con đường giải phóng dân tộc, tiêu diệt hết. Thậm chí ông giành gái mà tiêu diệt đồng chí của mình luôn. Các anh chị ở Sài Gòn biết đường Lê Hồng Phong với Nguyễn Thị Minh Khai đúng không? Hai vợ chồng người ta đó, tiêu diệt Lê Hồng Phong để cướp Nguyễn Thị Minh Khai, lên mạng gõ đi. Đó là Nguyễn Tất Thành đó. Nguyễn Tất Thành đó. Ghê không? Vĩ đại không? Quá vĩ đại đúng không? Và cái thời mà Trung Quốc nằm dưới tầm kiểm soát của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Giới Thạch lên nắm quyền á, thì cộng sản bị liệt vào hàng tội phạm phải tiêu diệt. Tưởng Giới Thạch sử dụng cái bàn tay sắt để tiêu diệt cộng sản, các anh chị có thể lên Google để kiểm tra điều này. Là Tưởng Giới Thạch áp dụng cái chính sách tiêu diệt cộng sản một cách khủng khiếp, khủng khiếp mà tôi thích. Tôi thích con đường của Tưởng Giới Thạch lắm. Chẳng qua Tưởng Giới Thạch bị cái đám quân ô hợp làm mất lòng dân, chứ con đường của Tưởng Giới Thạch đó, đẩy cộng sản vào đường cùng, đẩy cộng sản vào đường cùng. Thì các anh chị biết cộng sản Mao Mao Trạch Đông á, phải rút chạy lên phía Bắc đó. Cái cuộc rút chạy đó gọi là cuộc vạn lý trường trường chinh, vạn lý trường chinh của cộng sản Trung Quốc. Các anh chị gõ cái chữ vạn lý trường chinh cũng biết được điều này luôn, là phải rút chạy lên phía Bắc á, giáp vùng Viễn Đông của Nghe, là ở đó Liên Xô nó giúp cho sống. Dọc cái đoạn đường mà cộng sản Trung Quốc chạy á, là nó hy sinh hàng vạn thằng Hồng Vệ binh, tức là những thằng dư luận viên bây giờ, hàng vạn dư luận viên bây giờ đó phải yêu đảng mà nhào ra bảo vệ cho Mao Trạch Đông, bảo vệ cho đảng mà chết chứ, với họng súng của Tưởng Giới Thạch để bảo vệ đảng chạy về phía Bắc. Thì các anh chị biết Tưởng Giới Thạch ghét cộng sản đến độ như đó, tại vì Tưởng Giới Thạch biết cộng sản là cơn ác mộng. Các anh chị biết đại văn hào Victor Hugo nói một câu: chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. Tưởng Giới Thạch biết điều đó, tiêu diệt chứ không có thỏa hiệp. Thành ra là trái gì đó là được sự hỗ trợ của cộng sản Liên Xô để bắt đầu quay trở lại. Thì Tưởng Giới Thạch rất là ghét cộng sản, ông Nguyễn Tất Thành bị Tưởng Giới Thạch bắt thành lập đảng cộng sản ở Trung Quốc mà, đúng không các anh chị? Bị Tưởng Giới Thạch bắt năm 31 hay gì đó, 31. Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch hầu hết những chớp bu cộng sản đều chết, không ai sống được.
bỏ qua các giá trị về về nhân quyền, các công ước quốc tế bây giờ chúng ta mới có, hồi xưa đâu có cái gì. Các công ước quốc tế về chống tra tấn rồi những năm 50 trở đi mới có, năm 54 hay gì đó mới có. Những năm 32 ông Nguyễn Tất Thành đã chết trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch. Các anh chị nhớ rõ cái điểm này ha, năm 32 Nguyễn Tất Thành đã chết trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch. Giấc mơ vĩ đại của Nguyễn Tất Thành đã chấm dứt. Vậy mà bây giờ giấc mơ vĩ đại trong đầu của các bạn yêu đảng yêu bác vẫn còn mới ghê. Vẫn còn mới ghê. Sau đó quốc tế cộng sản họ có một cái chủ trương giống nhau, quốc tế cộng sản có chủ trương là trên khắp thế giới giống hệt nhau, là họ đưa các lãnh tụ cộng sản về để lãnh đạo phong trào các quốc gia đó. Mà họ họ nhìn tới nhìn lui, các nhân vật cộng sản ở ở ở Việt Nam, ở Đông Dương đó, ở Đông Dương rất là yếu. Các anh chị biết thành lập ở nước ngoài không dám thành lập trong nước thì các anh chị hiểu yếu cỡ nào đó. Thì nhìn tới nhìn lui không có nhân vật nào nổi bật bằng Nguyễn Tất Thành hết, bằng ông Nguyễn Ái Quốc hết. Thành ra họ mới dựng lên một nhân vật, đó là thiếu tá Hồ Quang của Trung Quốc, của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, dựng lên nhân vật đó có diện mạo khá là giống như Nguyễn Tất Thành, tuy nhiên cao hơn, lớn hơn, mặt gian ác hơn. Các chị nhìn kỹ sẽ thấy dựng lên nhân vật đó về đang lãnh đạo phong trào cộng sản ở ở Đông Dương, đặc biệt là ở Việt Nam là đầu tàu của Đông Dương. Thì đó là Hồ Chí Minh đó, đó là Hồ Bả Chó đó, đó là lãnh tụ của các bạn đó. Các bạn cứ yêu đi, một thằng cộng sản Trung Quốc về lãnh đạo phong trào ở ở Đông Dương ở Việt Nam, nó trở thành lãnh tụ của Việt Nam luôn. Mà tôi nói điều này các anh chị có thể kiểm chứng thêm nè, ở Malaysia, Đảng Cộng sản thành lập chi bộ đầu tiên ở Malaysia, ai là tổng bí thư các anh chị biết không? Ai là tổng bí thư Đảng Cộng sản Malaysia các anh chị biết không? Tổng bí thư đầu tiên á, các anh chị có từng hỏi câu này chưa? Thời đó chi bộ cộng sản thành lập ở khắp nơi mà, Thái Lan có nè, Lào, Campuchia có nè, Malaysia, Indonesia, Philippines. Và Philippines có đảng cộng sản tới giờ vẫn còn hoạt động nha, giờ bị liệt vào hàng thổ phỉ rồi. Indonesia thì nó tiêu diệt, nó làm cỏ cộng sản luôn, nó giết 2 triệu mà không còn ngóc đầu vậy luôn. Malaysia tổng bí thư đảng cộng sản đầu tiên là người Việt Nam, là người Việt Nam. Quốc tế cộng sản nó dựng lên một thằng Việt Nam về nắm đầu phong trào cộng sản ở Malaysia. Philippines cũng có mà đảng cộng sản, Singapore cũng có đảng cộng sản, Indonesia cũng có đảng cộng sản. Tức là quốc tế cộng sản nó dùng người này nó nắm đầu phong trào cộng sản ở nước khác, nó làm theo kiểu đó cái gì. Thì một thằng cộng sản Trung Quốc về nắm đầu phong trào cộng sản ở Việt Nam, nhưng mà thằng đó lại làm lãnh tụ của các anh chị, lại được các anh chị thờ, trời ơi, đưa vào chùa thờ nó mới ghê. Thành ra là có nhiều bạn nói anh Huy không có được hổn, anh Huy không có được hổn, trời, cái thằng đó thằng giặc mà kêu tôi không được hổn, thằng đó thằng giặc mà kêu tôi ghi bằng bá, thằng giặc mà kêu tôi ghi bằng ông, tôi ghi bằng ông là lịch sử. Tôi ghi bằng thằng là đúng rồi, dân miền Tây của tôi vậy đó, cái giặc thì kêu thằng nè, thấy ghét thì kêu thằng nè. Bây giờ các anh chị còn thờ nữa thôi. Bác không có sai, chỉ có những người sau này làm sai, đúng rồi, bác đâu có sai, bác là Trung Trung Cộng mà, bác là giặc Trung Quốc mà sai cái gì, đúng không các bạn, đúng không các bé? Thì một đất nước á mà chúng ta thờ chủ nghĩa cộng sản ngoại bang, thờ một cái đảng á nước ngoài về nó thực hiện giấc mơ cướp đất nước chúng ta, cứ thờ hoài, đảng cộng sản không có sai. Một đất nước mà thờ một thằng giặc ngoại bang, thằng giặc nó đưa về làm lãnh tụ của mình, bác không có sai, thì đất nước đó xứng đáng làm nô lệ. Đất nước đó xứng đáng làm nô lệ. Chứ đất nước đó không xứng đáng được hưởng nền dân chủ. Đất nước đó không xứng đáng được hưởng tự do. Dân tộc đó không xứng đáng được hưởng tự do. Phải sửa cái chỗ hư não này thì chúng ta mới thấy tự do được. Bạn công lý dân tộc, nãy giờ tôi thấy bạn còm lạc đề hơi nhiều mà cứ nhắc tên tôi liên tục, một lát nữa tôi sẽ trả lời bạn. Nội dung tôi nói cho các anh chị nghe ha, là quốc quy thuộc phe của Ba Ít, quốc quy Võ Văn Kiệt, Ba Ít không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Tại vì cái này hôm nay cũng có rất là nhiều người nói điều này, một lát tôi sẽ trả lời bạn này. Thì nói điều này để chúng ta thấy là
giấc mơ của cộng sản là một cơn ác mộng của dân tộc chúng ta, một cơn ác mộng của dân tộc chúng ta. Mà cơn ác mộng này không có ai giúp được chúng ta hết, ngoài việc bản thân chúng ta phải thức tỉnh. Bản thân chúng ta phải thức tỉnh. Khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta biết được sự thật, thì chúng ta có trách nhiệm phải thức tỉnh như người xung quanh mình. Nếu chúng ta không thức tỉnh như người xung quanh mình, thì họ lại chìm đắm trong giấc mơ, chìm đắm trong cơn ác mộng này. Họ sẽ kéo chúng ta xuống dũng bùn nhơ theo họ luôn. Họ tiếp tục thờ cái xác thúi của thằng giặc Trung Quốc đang nằm ở Ba Đình, thì họ đang tiếp tục dìm chúng ta xuống bùn nhơ. Họ tiếp tục thờ cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, thì tiếp tục đưa cái dân tộc mình đi vào dòng nô lệ. Thành ra trách nhiệm của mỗi người chúng ta không có chỉ là chúng ta biết điều đó rồi thôi, mà chúng ta biết điều đó chúng ta phải đi nói với nhau nghe. Truyền thông miệng là cách duy nhất để chúng ta tạo lực lượng, để chúng ta tìm những người có quan điểm giống chúng ta, tìm những người yêu tự do, tìm những người ghét sự giả trá, ghét sự cướp bóc, đứng về phía mình. Chúng ta đâu cần phải một chính phủ tự phong hay một đảng phái hay một lực lượng nào đó để chúng ta có tự do đâu các anh chị, đúng không ạ? Hay là chúng ta rước một chính phủ tự phong gì nữa để nó phụ thuộc vào ngoại bang nữa? Hay là chúng ta cần một cái chủ thuyết nào đó, hay một cái đảng nào đó, một cái tư tưởng nào vĩ đại quang vinh nào đó đổ cái ầm xuống để chúng ta có tự do nữa, để chúng ta lại phụ thuộc vào một nước nào đó, tư tưởng nào đó thì của nước nào đó nữa? Không, chúng ta chỉ cần chính mình thôi các anh chị. Chúng ta chỉ cần đừng có mơ mộng một cách viển vông. Ai cũng có giấc mơ của đời mình, ai cũng có hết. Nhưng mà giấc mơ chúng ta phải xác thực, đặc biệt là các bạn đảng viên Đảng Cộng sản, các bạn quân đội, quân nhân Việt Nam. Ai cũng có giấc mơ hết. Nhưng mà các bạn phải nhìn thẳng vào sự thật. Với thể chế cộng sản, các bạn có thực tài bao nhiêu, các bạn cũng không bao giờ tiến lên được chức trưởng phòng. Các bạn phải mua bằng tiền. Nó là thể chế ăn cướp mà. Các bạn phải mua bằng tiền, đấy là sự thật. Tôi nói các bạn biết liền. Trong cơ quan đơn vị các bạn biết, mua bằng tiền các bạn mới lên được chứ. Các bạn là quân nhân, các bạn ngồi đúng, các bạn lên đúng cái lon đó, xong các bạn về hưu chứ bạn không được chức nhé. Đặc biệt là công an, các bạn có là đại tá, các bạn vẫn là phó công an phường. Tại vì các bạn không mua bằng tiền, các bạn không thể nào có được trưởng phòng, phó phòng. Mà cái thằng trung quý nó được làm trưởng phòng tại vì nó con của giám đốc công an. Các bạn tự kiểm chứng coi đúng không? Thậm chí vợ bé của trưởng công an huyện được làm phó công an huyện có luôn. Thiếu quý làm phó công an huyện có luôn. Tại sao? Tại vì thể chế này nó không cho phép chúng ta minh bạch mà chúng ta phát triển. Chúng ta phải luồn lách, chúng ta phải mua, chúng ta phải phục vụ sự ăn cướp đó. Chúng ta mua bằng tiền thì chúng ta phải cướp của người khác lại để bù lại. Chúng ta phải đứng vào hàng ngũ cướp. Thì cái thể chế cộng sản là thể chế tạo ra điều thối tha cho đất nước này. Mà chúng ta cứ đứng về cái phía thối tha, đứng về phía cướp bóc, thì dân tộc chúng ta sẽ rơi vào dòng nô lệ. Tại vì thằng giặc nó đang, đây là âm mưu của nó mà. Nó giúp cho đảng Cộng sản cướp nước để nó lấy nước chúng ta một cách rất là dễ dàng. Cướp của thằng ăn cướp là quá khỏe. Quá khỏe, không có gì bằng hết trơn. Giấc mơ của đảng Cộng sản là ăn cướp, nhưng mà giấc mơ của Trung Quốc là thâu tóm đất nước chúng ta, là đồng hóa dân tộc chúng ta. Là nói điều này thì sẵn tôi trao đổi thêm với các anh chị một số thông tin cũng hơi buồn cười. Nó cũng là dạng giấc mơ viển vông, giấc mơ ngây thơ. Mặc dù có thực tâm, có tốt, nhưng mà rất là ngây thơ của những người cộng sản bây giờ, cộng sản thế hệ bây giờ. Nam cộng, Bắc cộng gì cũng ngây thơ giống nhau. Nhân vật mà rất là nổi bật thời gian qua tôi mới có status đó. Cũng được hơn 1000 mấy chia sẻ, tôi cũng rất là mừng. Nhân vật có cái miệng gì nào? Đi nghinh nghinh, mặt đi nghinh nghinh. Quận nhất là ám ảnh cái miệng này luôn. Gặp chỗ nào cũng đập, gặp chỗ nào cũng phá. Nhân vật đó có một ước mơ. Ước mơ ai cũng ủng hộ, cho báo chí còi ủng hộ, đặc biệt là những anh em đấu tranh dân chủ cũng ủng hộ nữa. Ca ngợi lên tới mây xanh luôn. Anh Hải quận nhất. Anh Hải quận nhất chúng ta muốn biến
Sài Gòn thành Singapore, đúng không các anh chị? Bằng cách đập phá quận nhất, anh Hải muốn biến Sài Gòn thành Singapore. Trong khi trước năm 75, Sài Gòn là anh cả của Đông Nam Á, anh đứng trên cái Singapore rất là xa. Singapore chẳng là cái gì đối với Sài Gòn. Bằng cách đập phá quận nhất, chỗ người ta làm ăn, chỗ người dân buôn bán, cái chỗ người ta nghèo khó, người ta bị ăn cướp cùng cực, người ta mới ra người ta kiếm tiền. Đập phá cho đã rồi biến Sài Gòn thành Singapore, một ước mơ rất là viển vông, vậy mà rất là nhiều người ủng hộ, tại vì họ ước mơ, họ mơ Sài Gòn thành Singapore, họ muốn cái nơi họ sống, cái thành phố họ yêu thành Singapore, họ muốn thành phố hồ bả chó thành Shangri-La. Nhiều nhiều anh chị đặc biệt danh cho ổng là Hải Cẩu, thì tội nghiệp con cẩu, tội nghiệp con cẩu nó dễ thương lắm, nó đâu có vậy đâu các anh chị. Mà anh Hải này là cấp dưới của anh Thăng, thì tôi gọi nickname của anh là anh Hải dưới, anh Hải là cấp dưới, anh Hải cấp dưới nói nhanh là anh Hải dưới, tôi không có ý gì, không được nói lái nha. Để các anh chị thấy, để Sài Gòn thành Singapore thì làm ơn làm phước đừng có cướp miền Nam, hoặc là lỡ cướp rồi trả lại miền Nam đấy. Cái mà anh đập phá, anh phải đập cái thể chế cộng sản đã cướp miền Nam này, đã phá Sài Gòn từ số 1 Đông Nam Á biến thành thua Singapore. Chứ sao mà anh đi đập phá vỉa hè của người dân mà anh biến Sài Gòn thành Singapore được? Đúng không anh chị? Phải đập thể chế cộng sản thì mới quay trở lại Sài Gòn tự do, thì Sài Gòn mới thành Singapore, còn hồ bả chó không bao giờ thành Singapore được. Đó là sự thật. 1.000 thằng Hải dưới cũng không thể nào làm được. Rồi, một giấc mơ nữa là gì ạ? Cũng ngay tại thành phố Hồ Bá Chó, là Tân Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân mới vừa về nhậm chức thì xây dựng thành phố Hồ Bá Chó là thành phố thông minh. Trời ơi, mấy ông cộng sản đáng yêu quá. Mấy ông cộng sản đáng yêu quá. Ông Nguyễn Thiện Nhân từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, các anh chị nhớ chứ, đúng không ạ? Thời ông Nguyễn Thiện Nhân là Bộ trưởng Bộ Giáo dục á, trời ơi có hàng ngàn câu khẩu hiệu luôn. Gì ạ? Nói không với tiêu cực, nói không với gian lận thi cử, nói không với bệnh bệnh thành tích, cái gì đó hai không rồi ba khẩu hiệu rồi bốn nội dung gì đó, ông đưa ra một nồi gì nè, ông bắt giáo viên từ cấp mà trung ương Bộ Giáo dục dài cho tới cấp sở giáo dục, phòng giáo dục rồi các trường còng lưng chạy theo các phong trào của ông Nguyễn Thiện Nhân, còng lưng chạy theo, nói không mà làm thì có. Nói không với tiêu cực mà tiêu cực tràn lan chứ. Nói không với gian lận thi cử mà nó bán bằng luôn, nó không thèm thi luôn, bán bằng cấp luôn. Nói không với bệnh thành tích mà bằng cấp bây giờ đầy cho Việt Nam, bây giờ tiến sĩ nhiều nhất thế giới luôn mới ghê. Nguyễn Thiện Nhân đó, vua khẩu hiệu. Vua khẩu hiệu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đó. Bây giờ anh lại tiếp tục khẩu hiệu. Mà anh Nhân ảnh có một cái, tôi nhắc sẵn tôi nhắc luôn, anh Nhân là cánh Nam Cộng đó nghe các anh chị, cánh của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đó, anh Nhân đó, các anh chị đừng có mơ mộng, trời ơi, tôi nói đừng có mơ mộng với mấy ông cộng sản, không có hy vọng gì đâu. Anh Nhân trong dưới cái thời mà ổng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ổng có một cái thành tích rất đáng nể, đó là ổng cấp phép cho hàng loạt các trường đại học cao đẳng tư thục hàng loạt luôn, nó mọc ra như nấm, mọc ra như nấm sau mưa, mọc ra như nấm sau mưa. Chính vì điều đó các anh chị biết không, nó giành giật học sinh với thí sinh đến độ này nè, học sinh người ta thi rớt tú tài mà nó cũng gửi giấy mời đi học đại học nữa. Có nước nào như Việt Nam rồi đó, nó giành giật với nhau, nó dẫm đạp với nhau, nó cấp bằng một cách vô tội vạ. Nó bán bằng cũng là do nhóm này mà ra, bán bằng cấp. Rồi nó mở các lớp chuyên tu, các lớp mà tại chức, các lớp liên kết đào tạo cũng từ lưu học sen do mấy cái trường này mà ra, có nhóm này mà ra. Tôi không nói tất cả, trong đây có rất là nhiều trường đại học và cao đẳng tư thục rất giỏi, rất chất lượng, rất tốt. Tôi không nói tất cả nha các anh chị, nhưng hầu hết là do ông này mà ra. Chính vì vậy bây giờ chúng ta cầm cái bằng đại học hay là thạc sĩ hay tiến sĩ của Việt Nam không có ý nghĩa gì với khu vực, thua cả Đại học Hoàng gia Cambodia, thua cả Đại học Hoàng gia Cambodia các anh chị. Và các anh chị biết không, hiện bây giờ các anh chị muốn lấy một cái bằng thạc sĩ ở Việt Nam nó dễ vô cùng,
Các chị chỉ tốt vài chục triệu là có bằng thạc sĩ rồi, chứ không phải vài trăm triệu. Tiến sĩ thì mới tới khoảng trăm, 120 triệu gì đó. Quá dễ, vài chục triệu mua được bằng thạc sĩ do cái nhóm trường mà ông Nhân thành lập này ra. Mà thành lập rồi, bây giờ các anh chị có muốn dẹp nó cũng không được. Dẹp nó cũng không được. Tại sao? Cấp phép thành lập nó đóng tiền à, nó nộp tiền à, nó nộp tiền cho bác ấy rồi. Tư thục là tư nhân đó anh. Có một bạn hỏi tư thục là gì? Tư thục là tư nhân, là khối đại học cao đẳng tư, người của người tư nhân đứng ra thành lập, không phải của nhà nước. Cấp phép này có tiền, tiền tỷ mới được cấp phép trường nha các anh chị. Bây giờ làm sao rút phép? Tôi đố các anh bộ trưởng bây giờ, hiện bây giờ là dám rút phép mà do anh Nhân cấp đó. Tôi đố á. Không bao giờ rút phép được thì nó loạn hết. Các anh chị mỗi lần tuyển sinh là loạn hết. Các em học sinh cũng loạn hết, không biết trường nào là trường nào. Các em rớt trường công, trường danh tiếng thì các em cũng phải tìm một trường nào đó để chui vô học, đúng không? Thì ở trường đại học nó đứng sắp hàng, nó đưa giấy nè, mày trúng tuyển rồi, mày trúng tuyển rồi, vô học. Welcome baby, come on, là vô học thôi. Là nó vô học là nó lấy tiền hàng năm, lấy tiền điều điều nó đẩy ra, đặng đem khác vô đẩy ra. Trời ơi, chúng ta cử nhân đầy chứ. Cuối cùng với tài lãnh đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, nhiều người mê ông Nhân lắm. Năm cộng, năm cộng mà năm cộng cánh miền Nam mê lắm, đặc biệt là mấy anh đấu tranh dân chủ mê anh Nhân. Với tay lãnh đạo của anh Nhân, Việt Nam chúng ta có tới 500.000 cử nhân thất nghiệp. 500.000 cử nhân thất nghiệp. Nửa triệu cử nhân thất nghiệp. Một năm ra thêm mấy chục ngàn, tới một năm ra thêm khoảng 50-60.000 nó lùa ra thất nghiệp đều đều, năm nào cũng tăng lên. Cái kiểu đó ai mà mướn đi làm mấy các anh chị, đó là tài của anh Nhân. Vậy mà bây giờ khi ảnh vừa về làm bí thư thành phố Hồ Bả Chó, ảnh tuyên bố sẽ xây dựng thành phố Hồ Bả Chó thành thành phố thông minh. Thành phố thông minh. Trời. Thành phố thông minh. Nói cái cấp phép thành lập trường thôi cũng thấy kém thông minh. Ảnh đứng đầu ngành giáo dục là cái ngành quyết định con cháu chúng ta thông minh hay không, mà ảnh thực hiện cũng không có thông minh. Thực hiện một cách rất là ngu dốt. Thì ảnh lấy cái cơ sở gì xây dựng thành phố Hồ Bả Chó thành thành phố thông minh? Lấy cơ sở nào các anh chị? Lại là khẩu hiệu và ước mơ thôi, thực hiện ước mơ một cách viển vông. Thành phố Hồ Bả Chó từng có một cái công viên phần mềm Quang Trung rất là lớn ở quận 9 phải không anh chị? Công viên phần mềm Quang Trung bây giờ nó làm sao rồi? Bây giờ nó làm sao rồi các anh chị? Nó đóng cửa rồi. Nó đóng cửa rồi. Nó còn hoạt động cầm chừng gì thôi. Công viên phần mềm tưởng như Silicon ở Hoa Kỳ, thung lũng Silicon Valley, tưởng như thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ, chị tưởng gì đó hả? Không phải đâu. Anh chị phải có một thể chế tự do, phải có một thiết chế xã hội bình đẳng, phải có một cái hệ thống pháp luật minh bạch, phải có tam quyền phân lập, phải có hệ thống đa đảng trong quốc hội, thì trí tuệ của con người mới phát triển được. Thì lúc đó anh chị mới có quốc gia văn minh, quốc gia thông minh, mới có xã hội thông minh, xã hội trí tuệ, thì mới có thành phố này, thành phố nọ trí tuệ. Ông được đi đâu đó chẳng hạn, chẳng hạn đi vào Israel, ông nhìn thấy thành phố của người ta nằm giữa sa mạc, nhìn thấy cách mà làm nông nghiệp giữa sa mạc, giữa nông nghiệp mà làm nông nghiệp giữa sa mạc, các anh chị không có nước tưới mà họ lẫn là làm nông nghiệp xuất khẩu được á. Rồi ông đi Mỹ, đi đi châu Âu chẳng hạn, ông cũng từng chuyên tu ở Harvard, đại học Harvard ở Mỹ đâu mấy tháng gì đó, 3 tháng hay gì đó, đúng không? Ông nhìn thấy những điều đó, ông nghĩ là có thể biến thành phố Hồ Bả Chó thành một thành phố thông minh. chẳng hạn như Đức biến thành phố họ sử dụng năng lượng mặt trời là chủ yếu, chẳng hạn như Hà Lan sử dụng điện gió là chủ yếu, hệ thống đê của Hà Lan nước biển dâng là tự động đóng lại, nước biển rút tự động mở ra, dọc đê là những cái cây phong điện quay quay rất là đẹp chẳng hạn. Ảnh thấy gì, ảnh tưởng về Sài Gòn ảnh làm được, ảnh tưởng. Nhưng muốn làm được cái đó là ảnh phải đập cái chủ nghĩa cộng sản cho nó sập, đập sập chủ nghĩa cộng sản, xây dựng một cái thể chế tự do. Khi chúng ta có thể chế tự do, có đa đảng thì trí tuệ nó mới phát triển được. Ai trí tuệ được lên, ai không trí tuệ đi xuống. Ai mà làm được việc thì người dân tiếp tục ủng hộ, không được việc người dân gặp, hoặc là gạch mà không xuống đi biểu tình lật mày xuống bầu khác lên. Hàn Quốc mới vừa làm đó các anh chị thấy không? Phải có thể chế tự do thì mới có, phải đọc chủ nghĩa cộng sản thì mới có thành phố này thông minh, thành phố nọ thông minh,
Còn bây giờ thằng nào mà về đó làm thông minh đặng nó bóp mũi thì chết. Các chị không tin, các chị về hỏi Cần Thơ. Cần Thơ quê tôi có một cái dự án mà Hàn Quốc tài trợ tới gần 30 triệu đô la. Dự án có tên là KV y ngắn B, gọi là KVIP. KVIP là dự án khu vườn ươm công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Chứ KV là Korean Việt Nam. Mấy chục triệu đô Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại cho Cần Thơ để làm vườn ươm khoa học công nghệ, tức là những cái tư tưởng, những cái ý tưởng về khoa học công nghệ sẽ vào đó, họ tài trợ vốn, họ tài trợ cho thiết bị công nghệ để mà biến cái ý tưởng thành hiện thực, thành sản phẩm phục vụ cho đời sống. Mà cái vườn ươm đó tới bây giờ có ươm được cái gì đâu, có ươm được cái hột nào đâu, các anh chị chỉ tôi có ươm được cái hột nào đâu. Các anh chị về Cần Thơ hỏi được cái gì, lên mạng gõ vườn ươm khoa học công nghệ Việt Nam Hàn Quốc, gõ cái cao vip là nó ra liền chứ gì. Xây trụ sở rồi vô mướn người rồi vô ngồi đó chống tay anh cầm và ngồi ngáp tới ngáp lui, ươm cái gì, ươm mấy cái đề tài Mác Lê, ươm tư tưởng Hồ Chí Minh hả, ươm cái đó nó nở nhanh lắm, ươm cái đó nó nở bầy bầy, nó nở như nọng nọng vậy đó. Chứ không có tự do thì các anh chị ươm cái gì? Ươm cái gì? Cái tư tưởng tự do người ta đi chỗ khác người ta phục vụ hết, ở đó đang cho người bị bóp mũi hay gì mà ươm. Thành ra muốn xây dựng thành phố thông minh anh phải đọc chủ nghĩa cộng sản, đơn giản vậy. Anh Nhân làm được đâu, anh Nhân nổ thôi. Giấc mơ của anh thì rất là, giấc mơ của anh cộng sản bây giờ cũng rất là ngớ ngẩn nổ thôi, đúng không ạ? Rồi mới đây anh Phúc Nguyễn đâu vậy nè, cái đầu nhìn kỳ lắm mà lại làm thủ tướng mới ghê chứ, chưa thấy thủ tướng nào mà kỳ cục như Việt Nam, vừa vừa dốt mà vừa dị hình nữa. Dân tộc này nói thiệt với các anh chị nha, dân tộc này thế hệ của chúng ta có một cái nghiệp chướng gì đó cực kỳ lớn, rất lớn. Chúng ta mới bị những thằng như vừa dị hình giữ tướng vừa dốt nát bần tiện mà lên lãnh đạo chúng ta. Ngồi niệm niệm vậy nè, nó biến Hà Nội thành Paris. Chúa bà ơi, giấc mơ của nó biến Hà Nội thành Paris. Các anh chị ở Hà Nội, các anh chị thấy tự hào không? Quá tự hào quá. Nghe thấy hàm quá. Lấy cái gì biến Hà Nội thành Paris? Paris có tỷ lệ cây xanh che phủ bao nhiêu các anh chị Hà Nội biết không? Tỷ lệ cây xanh che phủ người ta lên tới 40 mấy%. Hà Nội các anh chị có mấy ngàn cây xanh nó cũng đè, nó chặt cha nó hết rồi còn cây nữa đâu. Năm vừa rồi Hà Nội nóng lên 40 mấy độ đúng không? Chặt cây xong rồi năm sau nóng liền, chạy đường nào? Bằng Paris cái gì? Cái đơn giản là trồng cây thôi mà trồng còn không được, còn phải chặt để mà bán ra lấy tiền mà ăn nữa, thì cộng sản là ăn tàn và phá hại thì biến biến thành Paris. Nó biến thành Chernobyl nó chứ Paris gì. Rồi Paris người ta có một chiều sâu văn hóa, các công trình kiến trúc của Paris đâu đâu chỉ là tháp Eiffel, không phải. Cổng Khải Hoàn Môn các anh chị biết là 1.000 tuổi, 900 mấy tuổi đó. Cổng Khải Hoàn Môn của Pháp là một trong những công trình biểu tượng của Pháp, 900 mấy tuổi vẫn đứng vững, vẫn đẹp, là biểu tượng của nước Pháp. Ở Hà Nội có một cái tòa nhà cổ thôi nó cũng đè nó đập nữa, nó bỏ phế, nó không có đầu tư, nó không có nâng cấp, nó không có cải thiện gì hết, nó bỏ phế vậy đó, còn nó lùa dân vô cho ở, nuôi heo ở trong đó luôn, nuôi heo trong tòa nhà cổ luôn. Tòa nhà gần 200 tuổi đó các anh chị, trăm mấy chục tuổi đó. Tan hoang ở trên, cái nó nói ôi hư hại rồi, sợ nguy hiểm quá đập, rồi đập xong lấy đất nó xây xây là tòa nhà cao tầng gì đó. Thì Paris cái gì, lấy cái gì mà Paris? Một cái thành phố mà phải muốn như Paris á, anh phải có chiều sâu về văn hóa. Tại sao còn Khải Hoàn Môn các anh chị biết không? Tại sao? Cái thời mà Paris bị chiếm đóng, cái thời Paris bị chiếm đóng, quân La Mã xây Khải Hoàn Môn chứ đâu phải dân Paris xây Khải Hoàn Môn. Nhưng mà họ giữ cái cổng đó lại, họ giữ cái cổng đó lại làm một trong những chứng tích văn hóa lịch sử cho con cháu người ta xem. Còn mình cái tòa nhà cổ cũng đè đập nữa, mấy ông cộng sản đập hết rồi còn đâu mà Paris. Rồi muốn như Paris thì tỷ lệ mà thất nghiệp người ta phải thấp, luôn luôn thấp dưới 2%. Còn Việt Nam chúng ta tỷ lệ thất nghiệp tầm 20%.
Hà Nội có khi hơn, tại vì di dân dồn về nó không thống kê thôi. Lấy cái gì Paris? Muốn như Paris thì học miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí. Lấy cái gì mà học và khám chữa bệnh miễn phí hả các anh Hà Nội? Có nhiều tiền nó ăn hết rồi, thậm chí nó vô đó mà không có tiền á là nó còn bắt chết ở ngoài, nó không cho đem vô luôn. Cộng sản là vậy mà, thì làm sao mà Paris? Rồi muốn như Paris thì không khí phải sạch sẽ, đúng không ạ? Không khí phải sạch sẽ, phải trong lành, một trong những nơi đáng đến nhất của châu Âu là Paris, đúng không? Còn Hà Nội bây giờ không khí nhiễm chì gấp 90 lần mức an toàn. Trời đất. Ở Hà Nội, tôi ở Hà Nội có một tháng mà tôi ho gần chết luôn. Hà Nội với Sài Gòn ở là ho gần chết luôn. Lấy cái gì mà Paris? Không khí nhiễm chì là ung thư phổi nghe các anh chị. Thì đó là một giấc mơ rất là ngớ ngẩn. Mấy anh cộng sản luôn nuôi những giấc mơ rất là ngớ ngẩn các anh chị ơi. Những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Muốn Hà Nội thành Paris thì anh phải đọc chủ nghĩa cộng sản đi. Các anh, các chị ở Hà Nội muốn gì thì phải đọc chủ nghĩa cộng sản đi, chứ không thể nào để cho những thằng cộng sản lên nó biến Hà Nội thành Paris mà nó thành Paris. Không bao giờ có chuyện đó. Mà các anh chị thấy lân lân với điều đó không? Thấy khoái không? Mấy anh Hà ở Sài Gòn thấy khoái thành Singapore không? Khoái phải không? Khoái đập chủ nghĩa cộng sản đi. Đập chủ nghĩa cộng sản đi, khi có tự do chúng ta hoàn toàn có thể đặt mục tiêu xây Hà Nội sạch đẹp như Paris, trồng lại cây, giữ lại những công trình kiến trúc văn hóa lịch sử, dạy lại con cháu mình thành những người đàng hoàng tử tế, đi đâu mà người ta gọi ô chào cô Bắc Kỳ nho nhỏ, cái cô bé cười một cách rất là hãnh diện. Chứ bây giờ ai ê chào Bắc Kỳ, cái mày muốn gì vậy mẹ mày quýnh mày gì kỳ vậy? Người Paris mà các chị ô chào Paris là họ mừng lắm. Sự khác biệt từ bên trong. Còn bây giờ cộng sản nó biến chúng ta thế mà ê chào thằng Việt Nam là bắt đầu thấy mắc cỡ không, chị tin đi nước ngoài thử. Các anh chị đi nước ngoài thử. Đi nước ngoài mà nó nghe chữ Việt Nam là nó kỳ thị còn hơn là thằng ISS nữa các anh chị. Nó tưởng mình là ISS không đó, nó liệt mình vô nhóm các nước ISS. Đập chủ nghĩa cộng sản đi thì chúng ta mới thoát khỏi nhóm các nước mọi rợ này. Thì chúng ta mới có niềm tự hào, Hà Nội mới thành Paris được. Không thành Paris được cũng mém mém Paris. Hoặc là các anh chị ơi, trở về Hà Nội thời xưa thì được. Hà Nội tôi yêu. Hà Nội 36 phố phường không bị đập phá, không bị sơn phết bê tông. Hà Nội có những con đường nhỏ không bị kẹt xe. Hà Nội có những người sống thâm trầm như những khu phố cổ, nhưng mà có chiều sâu. Và Hà Nội của những người rất là tốt bụng. Hà Nội của những cô em Bắc Kỳ nho nhỏ xinh xinh, rất là dễ thương. Hà Nội của những con người rất là nhân văn, không có điệp mẹ đéo bà, không có bố nói cho mày biết. Hà Nội của tôi là như thế đó. Mà Hà Nội của tôi như thế là cái thời không có cộng sản. Chưa có cộng sản tiến vào Hà Nội. Không có trùng trùng quân đi như sống. Nó tiến vào Hà Nội xong nó biến Hà Nội chúng ta thành bãi rác luôn rồi. Chứ ở đâu mà Paris. Thành ra trên khắp đất nước Việt Nam, mấy anh cộng sản có nhiều giấc mơ lắm các anh chị. Mấy anh cộng sản mơ nhiều giấc mơ và mấy anh thực hiện nhiều giấc mơ trên Việt Nam lắm. Miền Trung cũng có nha. Nhà máy lọc dầu Dung Quốc là một giấc mơ tan tành của mấy anh cộng sản. Mấy anh muốn đi đầu Đông Nam Á về lọc dầu. Lúc đó Malaysia còn chưa kịp đầu tư nữa, anh đầu tư rồi. Bây giờ Malaysia là nước xuất khẩu dầu lớn nhất Đông Nam Á rồi, mà mấy anh Việt Nam còn đi nhập khẩu dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quốc cả tỷ đô đóng cửa. Giấc mơ của mấy anh cộng sản không bao giờ đi thành hiện thực. Chỉ có một giấc mơ thành hiện thực mà bây giờ cũng mất luôn. Đó là cướp nước. Cướp nước xong Trung Quốc nó cướp lại. Mất luôn. Đó là sự thật. Thành ra các anh chị, qua cái livestream này, Huy có một cái thông điệp muốn chuyển đến các anh chị. Ai cũng có giấc mơ hết. Mỗi một người cũng có giấc mơ, một nhóm cũng có giấc mơ, hội đoàn của mình cũng có giấc mơ, đảng phái của mình cũng có những giấc mơ. Giấc mơ nào cũng đẹp. Nói theo góc độ nào đó cũng đẹp hết. Muốn cướp chính quyền cũng đẹp. Muốn làm chính quyền, muốn đóng góp cũng đẹp. Nhưng mà lập chính quyền bằng ăn cướp là không đẹp. Muốn làm chính quyền thì đẹp rồi đó, mà ăn cướp là không đẹp. Đúng không ạ? Phải qua phiếu bầu của dân, anh phải tranh cử. Anh phải đưa ra chương trình hành động, người dân thích thì họ bầu. Còn anh cướp chính quyền là anh sẽ trở thành thổ phỉ, anh trở thành phiến quân, anh trở thành quân phiến loạn, không? Những thành phần cặn bã của loài người. Loài người không có công nhận cái điều đó. Và những giấc mơ của cá nhân chúng ta cũng vậy, giấc mơ phải dựa trên cơ sở.
Chúng ta thường nhìn vào những người nổi tiếng để chúng ta thấy những giấc mơ của họ và chúng ta xây dựng giấc mơ của mình. Đó là điều bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn vào những ông cộng sản mơ Sài Gòn thành Singapore, mơ Hà Nội thành Paris chẳng hạn vậy, mà chúng ta tưởng đó là thật thì chúng ta đang bị những giấc mơ điểu kém, những giấc mơ mất dạy dẫn dắt dân tộc chúng ta đi từ tự do tới nô lệ. Mà muốn thực hiện những giấc mơ đẹp đẽ của đời mình thì trước tiên con người phải có tự do. Nếu con người không có tự do thì không có giấc mơ nào được thực hiện cả. Tại vì các anh chị thực hiện giấc mơ đẹp nào đó là nó cướp của các anh chị, nó cướp ngay lập tức. Các anh chị không thực hiện được giấc mơ nào hết, có thành quả nào nó cướp của các anh chị. Thành ra muốn thực hiện những giấc mơ đẹp đẽ của đời mình thì phải có tự do. Còn không có tự do, không có cơ sở thì đó chỉ là những cơn ảo vọng, đó là những trò ảo vọng chứ không bao giờ giấc mơ thành hiện thực được nha các anh chị. Để kết thúc live stream thì tôi kể cho các anh chị nghe một câu chuyện ngắn cũng liên quan tới giấc mơ. Câu chuyện này sẽ có nhiều anh chị nghe rồi. Một cái buổi trưa ở Hà Nội rất là nắng. Hà Nội thì nắng nóng lắm, mấy anh cộng sản nó chặt cây hết rồi, thành ra là không còn bóng nữa. Thì có một anh gọi là cảnh vệ, một anh cảnh vệ điều ra ngoài đường đứng canh một cái tòa nhà nào đó, có thể là cái khu di tích của bả chó hay chẳng hạn gì đó. Đứng canh thì nắng nóng lắm, mệt mỏi trong mình mà buồn đó. Ngoài đường thì người ta vắng, không ai dắt chưa, không ai đi qua đi lại. Thì có một cụ bà rất là già, bà lọ mọ, bà đi ngang đường, bà nhìn tới nhìn lui mà cái vẻ rất là hoảng sợ. Thì anh chàng tuổi trẻ cảnh vệ động lòng, mới tính chạy ra làm người tốt, mới tính bước xuống đang dắt bà cụ đi ngang đường, và nhìn tới nhìn lui, có sẵn có báo đài cộng sản nào nó chụp hình nó đưa lên không? Đưa lên luôn không? Vừa chạy ra thì bà cụ la làng lên: bớ người ta hiếp dâm, bớ người ta hiếp dâm, bớ người ta hiếp dâm. Anh cảnh vệ đang đứng trên đường nhìn bà cụ nó: trời bà cụ, có anh tôi với bà giữa ngoài đường bà la sùm vậy, nhìn qua nhìn lại không có ai hết, người ta tưởng là tôi hiếp dâm bà rồi sao? Cái bà cụ bà ngước mặt lên, bà nhìn cậu, bà cười, bà nói: đời mà ai không có ước mơ cậu. Đời mà ai không có ước mơ. Rồi xong bà cụ bà đi, thì cái cậu này cậu đứng ngớ ngẩn: đời mà ai cũng có ước mơ đúng không ạ? Ai cũng có ước mơ, mà ước mơ của mấy anh cộng sản, mấy anh nó cũng giống như ước mơ của một cái mụ già 80 mấy tuổi mà mơ được một chàng thanh niên trẻ trai hiếp dâm mình vậy. Ước mơ được cướp đất nước này mãi mãi, được nắm đất nước này mãi mãi, được ăn tàn phá hại mãi mãi, được dơ vét tài nguyên thiên nhiên, dơ vét tiền thuế của dân, dơ vét xương máu của dân mãi mãi, để đưa vợ con mình đi ra nước ngoài ở, rồi cháu mình tiếp tục đưa con mình lên, rồi tới cháu mình lên rồi dơ vét, rồi tới chắc đời chiếc mình lên dơ vét. Ước mơ của mấy anh đẹp quá, ước mơ mấy anh cộng sản đẹp quá. Nhưng mà người dân không còn đủ xương máu để cho mấy anh dơ vét đâu. Tài nguyên thiên nhiên đất nước này có còn tồn tại mãi mãi để cho mấy anh dơ vét đâu. Và thằng giặc Trung Quốc đó, nó có ngồi yên để cho mấy anh cướp mấy anh ăn hoài đâu. Mấy anh cướp xong mấy anh cũng chung chi cho nó, mấy con phục vụ cho nó, mấy cũng cắt đất cắt biển giao cho nó từ từ. Mấy anh cũng bán nước buôn dân từ từ. Và bây giờ đã đến lúc mấy anh không còn gì để cướp, mấy anh quay qua cướp lẫn nhau mà cũng không được nữa rồi. Cướp lẫn nhau mà cũng hết đường nữa rồi. Thì tương lai của giấc mơ mấy anh cũng như một cái mụ già 80 mấy tuổi mà mơ được một lần một cậu trai trẻ nào đó hiếp dâm mà thôi. Và nếu mấy bạn cộng sản Việt Nam, mấy bạn quân nhân, công an, đảng viên cộng sản Việt Nam mà tiếp tục mơ đảng không có sai, chỉ có người làm sai, bác không có sai, chỉ có người làm sai, thì cũng như giấc mơ một cái mụ già ngồi đó mơ hoài, không có thay đổi được gì đâu. Đó là thông điệp tôi dành gửi cho các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Như thường lệ thì tôi sẽ dành khoảng 10 phút để tôi trả lời các câu hỏi của các anh chị. Các anh chị đặt câu hỏi, các anh chị vui lòng ghi tên địa danh của mình lên để chúng ta kết nối nha các anh chị. Trong thời gian chờ các anh chị đặt câu hỏi, tôi xin phép uống nước.
Sẵn hồi nãy có cái bạn công lý gì đó, bạn công lý gì đó comment rất là nhiều trong livestream của Huy đang làm nè, nói là Quốc Huy là người của Nam Cộng, bạn nói là Quốc Huy là người của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, Quốc Huy là người của Ba Ít, Quốc Huy là người của ông Võ Văn Kiệt, nhân dân, đúng không ạ? Đúng không, bạn công lý gì nè, bạn bạn còn ở đây không ạ? Rồi một số bạn là mặt trận miền Nam sẽ trở lại gì đó, Ba Ít sẽ trở lại, vân vân. Thật ra cái điều này tôi đã nghe rất là nhiều người nói rồi, nhưng mà các anh chị biết rồi, tôi cái tính của tôi là tôi không có thích đôi co, tôi không có thích không có thích phân dân phân trần, không có thích đôi co, không thích nhiều chuyện. Thành ra tôi không có trả lời tất cả những cái điều tiếng của tôi ở nơi khác, nhưng mà hôm nay có hai ba bạn vào trang nhà của tôi thì tôi trả lời với các anh chị một lần. Một lần hết các anh chị. Tôi đã từng có tuyên bố về con đường của tôi. Đó là tôi là một người truyền cảm hứng. Tôi định vị mình là một người truyền cảm hứng. Tôi không phải là một nhân vật cách mạng. Tôi không có đảng phái. Tôi không có hội đoàn. Không có một nhóm chính trị nào hết. Cho tới bây giờ tôi vẫn là độc lập. Cá nhân tôi làm việc gì, tôi ý thức được trách nhiệm của mình là một công dân của nước Việt Nam, tôi là một con dân nước Việt. Và các anh chị biết, khi chúng ta là một công dân của một đất nước mà đang đứng trước cái nguy cơ thảm họa, thứ nhất là ngoại xâm Trung Quốc, nó xuất hiện đầy khắp đất nước hết rồi, đúng không ạ? Thứ hai là các dự án của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc á, nó tàn phá môi trường. Thứ ba là nó có màu sắc chiến tranh hóa học, diệt chủng, nó dùng chất độc để nó diệt chủng dân tộc chúng ta, không, nó gây quái thai, dị tật, ung thư, bệnh tật chết chóc để gây suy kiệt giống nòi chúng ta. Thì bằng cái tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, tôi là một công dân Việt Nam mà, chúng ta phải có trách nhiệm lên tiếng và chúng ta có trách nhiệm nói cho người khác biết những sự thật đang diễn ra trên đất nước mình. Đó là trách nhiệm và là tinh thần của một người công chính. Nếu các anh chị im lặng, ok, đó là chọn lựa của các anh chị. Nhưng im lặng là đồng nghĩa với các anh chị đồng lõa với tội ác, đồng lõa với giặc. Và các anh chị lên tiếng hay các anh chị hành động vì những hiện tình xảy ra trên đất nước như nãy giờ tôi nói, thì không nhất thiết chúng ta phải dựa vào một cá nhân, một lãnh tụ hay một đảng phái, một hội nhóm nào đó để chúng ta phải được quyền lên tiếng và hành động. Không nhất thiết như vậy. Tôi khuyến khích các anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta lên tiếng bằng tinh thần trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta chịu trách nhiệm vì hành động của mình, chịu trách nhiệm vì tiếng nói của mình. Được không các anh chị? Đó là trả lời của tôi. Và tôi không có quen biết, không quen biết gì với ông Ba Ít, không quen biết gì với ông Kiệt, không quen biết gì với mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi không biết ông nào ở bên đó. Các anh chị kêu mấy ông đó vô đây. Kêu phe đó vô đây. Kêu phe đó vô đây. Tôi hồi tối tôi còn mới có một cái status về ông Thưởng ha, ông Thưởng là trưởng ban tuyên giáo trung ương hả anh chị, ủy viên bộ chính trị phải không, trưởng ban tuyên giáo trung ương. Ông nói đảng sẵn sàng lắng nghe sự phản biện và gì đó, tức là sẵn sàng phản biện và đối chất với người dân. Trời trời, tôi có chụp bài báo lại tôi đăng lên đó. Tôi nói bộ muốn dụ người ta mở miệng ra đặng bắt người ta vào đồn công an, đập đầu, cắt cổ, cắt nhượng, treo cổ, thậm chí quýnh cho xuất huyết não, xuất huyết nội, rồi kêu người thân lên nhận xác về hay sao? Hay sao? Mà kêu người ta phản biện với đảng. Ở Việt Nam mà mấy anh muốn nghe tin mấy lời mấy thằng Cộng sản, đặc biệt là cái ông Thưởng đó là cái phe mà, cái phe mà mấy anh công lý thì đang nói là phe miền Nam đó, phe mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đó. Đặc biệt là phe nào cũng vậy, ở Việt Nam mà mấy anh tin vào Cộng sản, nó đập đầu, nó cắt cổ mấy anh, chứ ở đó mà mấy anh phản biện với nó. Ở Việt Nam mấy anh chỉ có chọn lựa duy nhất một là mấy anh thành lập lực lượng, mấy anh xây dựng lực lượng, đủ lực lượng mấy anh biểu tình, tổng biểu tình, tổng bất tuân dân sự, giật sập nó, xây dựng thể chế mới hết. Có thể chế mới, có pháp luật mới rồi mấy thằng đó không có làm gì được nữa hết. Đặt Cộng sản vào ngoài dòng pháp luật, xong. Ai muốn thành lập đảng Cộng sản cho mà thành lập đảng Cộng sản theo kiểu như Mỹ, nhưng không được thăm chính, không cho ứng cử. Xong.
Còn ở Việt Nam mà tin vào đảng Cộng sản, đặc biệt là nhiều anh em bây giờ còn tin vào Nam Cộng hay Bắc Cộng nữa. Tôi mất mệt mấy anh quá thiệt á, tôi mệt mấy anh quá. Cộng sản không thể sửa đổi mà phải bị đào thải. Các anh chị nên nhớ câu này, câu này của chùm Cộng sản Liên Xô nói chứ không phải của tôi. Không đào thải chủ nghĩa Cộng sản á, là đất nước chúng ta không có ngóc đầu lên được đâu các anh chị. Không bao giờ ngóc đầu lên được. Học Indonesia, hãy học Indonesia. Indonesia thực hiện cuộc tiêu diệt thanh trừng đẫm máu mà nhà độc tài Suharto thực hiện á, giết 2 triệu người để thành lập Cộng sản. Hãy học nó. Không phải học nó ở chỗ giết người, nó quá man rợ, nhưng học nó ở chỗ là chúng ta phải kiên quyết với Cộng sản. Chúng ta phải không dùng cách giết người của Indonesia rất quá man rợ, nhưng chúng ta dùng cách đặt nó ngoài dòng pháp luật, để cho nó không thể tham chính được nữa, nó không thể nào nắm chính quyền được nữa, nó không thể nào biến đất nước ta thành nô lệ được nữa. Chứ ở đó mà còn tin Nam Cộng, còn tin mặt trận miền Nam, còn tin ơn cho tôi mệt mấy anh quá, tôi mệt mấy anh chị quá, mà mấy anh chị còn đặt tôi vô đó nữa chứ, ghê quá. Thật ra ghê quá, mấy anh chị không hiểu gì về tôi á. Mà ở Việt Nam chúng ta thì tôi nói thiệt các anh chị đừng buồn nha, mấy anh chị hay đi chụp mũ chụp nón cối lẫn nhau quá. Thì có một chị ở tim đồi người, thánh đồi người ở Sài Gòn luôn. Trời ơi, chụp tôi là người của Đào Minh Quân, của chính phủ tự phong Đào Minh Quân. Xong đăng cái gì đó, tôi thật nói thiệt với các anh chị là tôi không thèm đọc bên đó, tại vì tôi rất ít thời gian, tôi không thể nào đọc của người khác được. Tôi ít đọc lắm. Tôi chỉ đọc một ít trang nào đó mà tôi cảm thấy thích và có trí tuệ, có chất xám mà tôi đọc thôi. Chụp tôi tá lả bên hết trơn. Cái tới lúc mà cái phe Đào Minh Quân tấn công tôi á, tấn công tôi gầm gầm, người tấn công trong trang nhà của tôi luôn, buộc lòng tôi phải trả lại một lần. Tôi trả lời đúng một lần thôi, xong đăng lên à, tại vì mình giật mặt à, anh Huy là người của Đào Minh Quân, thành ra hôm nay anh Huy có một live stream đính chính. Trời ơi, tôi mất mệt mấy anh chị luôn. Tôi thật sự mất mệt và tôi mất cỡ quá trời mấy anh chị thiệt á. Mấy chị á, ăn cơm nhà giác tù già hàng tổng cũng được, chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà ăn cơm nhà giác nón cối đi chụp vòng vòng rảnh thiệt. Đấu tranh thì không lo đấu tranh mà đi lo đấu tố. Biểu tình không lo biểu tình đi lo đòi người. Việt Nam cần biểu tình chứ phải cần đòi người. Biểu tình là phải bị bắt, phải bị đánh. Biểu tình mà bị bắt, bị đánh thì chúng ta tổng biểu tình để đòi thả người chứ. Đi 5 người, 7 người đi đòi người. Trời đất ơi, 1000 năm sau Cộng sản nó còn y nguyên. Cái tim đòi người, cái tim gì kỳ vậy? Tim biểu tình thì không đi biểu tình, đi tim đòi người. Cái người nào đi biểu tình, cái đòi vụ nó vô tim của chị nè. Vô tim này đi đòi người không bị đánh. Đòi người thì ai bị đánh, ai mà đánh bao giờ chứ chị. Mà các anh chị có phải người thân của họ đâu mà đòi. Luật nào cho mấy anh chị đòi người lạ? Các anh chị chỉ là người thân hoặc là luật sư có hợp đồng của họ họ mới thả ra chứ. Luật nào mà cho các anh chị đi đòi, đòi chơi thì vui gì hết, đúng không ạ? Ok các anh chị chứ quyền đi làm cái chuyện các anh chị thích, nhưng mà cầm nón cối thì chụp vào vòng rảnh thiệt. Rảnh thiệt, công nhận rảnh thiệt. Và tôi nhắc một lần nữa thôi, các anh chị anh gì anh công lý dân tộc gì đó, công lý dân tộc gì đó, tôi không có quen biết mà không có mối liên hệ gì với mấy ông nội đó hết. Mấy ông nội mà Nam Cộng á, tôi người nhà tôi có những người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có những người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã từng trả lời các anh chị rồi, ba tôi từng cầm súng chiến đấu cho mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, tức là du kích á. Nhưng mà ba tôi không có thành tích tội ác, không bắn ai chết chứ. Là du kích địa phương, cái dùng mà cài răng lựa, các anh chị biết dùng quê tôi là dùng căn cứ mà của cách mạng, lẫn dùng đồn bốt của Việt Nam Cộng hòa, nó cài răng lựa như này. Ban ngày á thì dùng đó là do lính Việt Nam Cộng hòa tuần tra, còn ban đêm là Cộng sản nó hoạt động. Thì dùng cài đăng lượng này rất là nhiều gia đình, bác tôi theo Việt Nam Cộng hòa, ba tôi theo Cộng sản, thì cài đăng lượng nha. Thì các anh chị biết được những vùng đó thì các anh chị mới hiểu hiện tình của miền Nam hồi xưa. Vì sao mà Cộng sản sống được? Người miền Nam hiền lắm, người quê tôi hiền lắm. Hiền đến độ trong một nhà có người đi theo Việt Nam Cộng hòa, có người đi theo Cộng sản, đám giỗ vẫn ngồi chung nhậu bình thường. Không thể chấp nhận được điều đó. Không thể nào chấp nhận được điều đó. Tôi nói thiệt các anh chị, các anh chị nói tôi cực đoan tôi chịu. Mai mốt là đất nước Việt Nam có tự do, tôi mà là công dân Việt Nam tôi không thể chấp nhận thằng nào là Cộng sản ngồi trước mặt tôi, là không có chuyện đó. Tạt ly rượu vô mặt đuổi đi. Rồi các anh chị có câu hỏi nào nữa không ạ? À? Anh Tấn Thái, Huy nghĩ gì về việc Cộng sản Việt Nam rất quan ngại truyền thông internet ngày nay, tại sao? Dạ đúng anh Tấn Thái. Hôm kia Facebook của chị Lisa Phạm là một trong những nhân vật rất là nổi bật của truyền thông tự do bị lock 3 ngày, như hôm nay được mở thì vậy nè các anh chị.
Thật ra là do đảng thuê cái lực lượng mà dư lượng viên á, chứ mà gọi là mình gọi là an ninh mạng, thật ra mấy thằng đó mấy thằng làm mướn gõ máy mướn thôi chứ an ninh gì đâu, giá bẹt à, tài khoản của tôi mà tấn công không được mà an ninh gì. Gõ còng lưng gõ vậy nè, report cái tài khoản của chị Lisa, mà chị Lisa cũng tội nghiệp, không ai giúp chị về cái bảo mật hết, thành ra tài khoản của chị bị lóc 3 ngàn. Bị lóc đúng 3 ngàn thì hôm nay chị được mở lại. Thì các anh chị thấy không, hầu hết những tài khoản mà làm truyền thông mạng là đều bị tấn công, hết. À, tấn công mà gọi là yếu nhất thì cũng lock trong vòng 1 phút 2 phút, tại vì nó tấn công cái kiểu mà nó nhập mật khẩu liên tục á, thì tài khoản Facebook nó tự khóa lại, nó yêu cầu xác minh, nó gửi lại cho mình khóa xác minh, thì trong vòng 1-2 phút mình xác minh nó mở lại thì nó sẽ lock chúng ta 1-2 phút. Còn tài khoản nào mà bị nặng thì bị lock 3 ngày 7 ngày, có những người bị mất luôn, bị mất tài khoản luôn. Điều đó chứng tỏ là cộng sản rất là sợ truyền thông tự do, tức là truyền thông không thuộc đảng á, nó rất là sợ, tại vì chúng ta nói thiệt, chúng ta nói thiệt những hiện tình của đất nước, nói thiệt về những bí mật của cộng sản, những sự thối tha của cộng sản, thì tôi nói sợ người dân biết lắm, đặc biệt là các bạn trẻ mà biết, thì các bạn trẻ biết thằng hồ bá chó là thằng giặc Trung Quốc chứ đâu phải thằng Việt Nam đâu mà thờ, biết được điều đó thì người ta đâu có thờ nữa, thì chừng khoảng vài năm sau là nó sập tượng đài đó liền à. Rồi biết được đảng cộng sản Việt Nam là thật ra là đảng cộng sản Trung Quốc thành lập ở Trung Quốc, nó đưa về để nó nắm đầu Việt Nam chúng ta, thì ai mà đi theo đảng cộng sản nữa. À, tôi nói thiệt với các chị bây giờ ấy, mà bạn bè của tôi ấy, mà ai mà được kêu vào kết nạp đảng là họ từ chối hết. Tôi nói thiệt luôn á, bạn bè của tôi rất là nhiều người nhắn tin cho tôi, trời ơi nó kêu tao vô đảng nữa rồi mày ơi. Người ta từ chối hết. Tại vì hồi xưa người ta không biết, người ta mơ mộng, là giấc mơ, mơ mộng đảng cộng sản sẽ đem lại độc lập tự do. Người ta được rất là mừng được đứng vào hàng ngũ của đảng, mừng lắm. Nhưng bây giờ người ta biết rồi các anh chị, giờ truyền thông tự do người ta biết được bộ mặt thật của đảng cộng sản là đảng bán nước buôn dân. Bây giờ nghe nó kết nạp vào đảng, người ta nói trời ơi lỡ 3 năm sau nó sụp rồi, nó đem ra lý lịch tao đứng vào đảng cộng sản, nó phiền dữ lắm, thôi tao không vô đâu. bạn bè tôi giờ là người ta cự, người ta không có vô đảng cộng sản, tự động họ như vậy á, là do truyền thông tự do đó các anh chị, do internet, do Google, do YouTube, do Facebook. Dĩ nhiên là có do chúng ta nữa, chúng ta cũng dùng truyền thông miệng mà, đúng không các anh chị? Thành ra là đó là lý do vì sao họ rất là sợ truyền thông tự do. À, họ sợ thì họ phải ngăn chặn, mà cộng sản sợ nhất là sự thật. Cộng sản là sự dối trá, sự lừa mị, thành ra họ sợ sự thật lắm. Thì cái gì mà đem lại sự thật thì họ sợ. Thì đó là một cái mà tôi nghĩ luôn các anh chị là chúng ta dễ nhận ra lắm. Thì cứ nhân vật nào á, mà cộng sản khóa mỏ họ hoài, tấn công liên tục khóa mỏ họ hoài, hoặc là truy đuổi họ, bắt bớ họ, canh chừng họ, làm khó làm dễ họ, thì những nhân vật đó là những nhân vật đang đe dọa đảng cộng sản, đe dọa đảng cộng sản. Những phong trào, những hội nhóm cũng vậy. Những phong trào hội nhóm nào mà cứ hễ mà bị đánh đập, bị tấn công, đường lối nào bị đánh đập, bị tấn công, bị tra tấn, bị ngăn cản, bị phá, thì những cái đường lối đó là nguy hiểm cho cộng sản. Còn những cái đường lối mà nó cứ để cho nhân nhẫn nè, thậm chí Formosa các anh chị dễ thấy nhất nè, cái vùng đó ai đi vô đó là bị bắt á, vô đó là bị bắt, quay phim chụp hình là bị bắt liền á. Nhưng mà có những người vô đó quay phim chụp hình không bị bắt, thì các anh chị sẽ phân ra được hai đối tượng. Một đối tượng là rất là nguy hiểm cho cộng sản, một đối tượng là không nguy hiểm gì cả, nó cho vào đó quay phim chụp hình thì cứ vào đi, phân ra rất là dễ, bây giờ rất dễ nhìn đó anh chị. Rồi những cái đường lối, những cái hội nhóm mà bề ngoài thì thấy rất là nổi tiếng, rất là đông người, cũng tuyên bố ầm ầm, nhưng mà không bao giờ tuyên bố lật đổ cộng sản, không bao giờ tuyên bố, chỉ muốn cộng sản tốt thôi, thì nó không nguy hiểm gì đó, thì nó vẫn tồn tại, cộng sản cho phép tồn tại. Còn những người nào mà đấu tranh, đặc biệt là hình thức đấu tranh là biểu tình và bất tuân dân sự là nó triệt tiêu hết. Thì các anh chị nhớ bác sĩ Hồ Hải chứ gì, bác sĩ Hồ Hải ông có làm gì đâu, ông có đảng phái gì đâu, ông có hội nhóm gì đâu. Thậm chí ổng còn đâu, ổng dính với cái vụ mà tiền bạc cái hội nhóm gì đó, còn bị kiện tụng gì đó tùm lum tà la chứ. Nói chung là ổng thì hỏi là một người rất bình thường, rất là bình thường. Ổng chỉ làm một điều là ổng viết lóc. Ổng viết lóc về biểu tình và viết lóc về bất tuân dân sự. Ổng hướng dẫn người ta về biểu tình và bất tuân dân sự thì thế là nó bắt. Tại vì nếu mà người ta đọc ổng nhiều quá, người ta sẽ biết biểu tình bất tuân dân sự là phương pháp để giật sập tất cả thể chế độc tài trên đời này, chứ không chỉ cộng sản đâu. Thì đó là nguy hiểm cho cộng sản.
Thì các anh chị phân ra, các anh chị nhìn rất là dễ, nhìn đối tượng. Thì cộng sản sợ những đối tượng đó. À, bạn Vân Alison, làm sao để kêu gọi quân đội và công an theo lý tưởng của Huy để bảo vệ người dân? Cảm ơn chị. Thật ra là Huy không có chủ trương là kêu gọi quân đội hay công an hay là bất cứ người nào hay cá nhân nào đi theo Huy. Huy chưa từng có chủ trương đó nghe các anh chị. Hôm nay là Huy cũng minh định điều này luôn sẵn nha. Huy không kêu gọi bất cứ người nào theo Huy hết nha các anh chị. Huy là người thứ nhất là truyền thông tin, truyền kiến thức, truyền cảm hứng cho các anh chị, các anh chị cá nhân hay là hội nhóm gì đó, các anh chị thích, các anh chị nghe, các anh chị thích, các anh chị tích lũy, thích trao đổi, thậm chí là có điểm nào mà Huy nói không đúng các anh chị góp ý thì mình cùng trao đổi với nhau. Đó là con đường của Huy, con đường cái đó là cái cách của Huy làm nha chị. Vâng. Còn quân đội, công an, đảng viên hay các anh chị, kể các thành phần nào khác mà thích thì đi theo con đường của Huy chứ không phải đi theo Huy. Đi theo con đường của Huy còn là con đường tổng biểu tình, tổng bức tưng dân sự, lật đổ thể chế cộng sản Việt Nam để tạm thời tiến tới tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử thì chúng ta sẽ có được quốc hội mới. Quốc hội mới là quốc hội đa nguyên thì gồm có nhiều thành phần, nhiều đảng phái, thì họ sẽ bầu ra một chính phủ mới, họ soạn ra hệ thống hiến pháp và pháp luật mới để thực thi. Thì mặc nhiên những cái cam kết của cộng sản Việt Nam với Trung Cộng nó mất hết hiệu quả, nó không còn hiệu lực nữa, tại vì cộng sản sụp đổ rồi. Thì con đường của Huy đơn giản vậy đó, nếu mà các anh chị cùng cùng làm, cùng đi theo, đặc biệt là quân đội và công an cùng đi theo thì chúng ta thành công. Mà thành công đó không phải của Huy, là của chúng ta mà, đúng không ạ? Huy không lo kéo bất cứ ai đi theo Huy hết. Làm ơn làm ơn đi, cộng sản nó ghét Huy lắm rồi. Bạn truyền công, em nghĩ là truyền thông như mưa nhiều sẽ thấm đất, nhưng không còn đất đâu mà thấm, không còn thời gian. Rất là nhiều người cũng có suy nghĩ như bạn truyền, tức là sao ạ? Là chúng ta không còn nhiều thời gian để truyền thông nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tức là giặc nó đã đầy khắp Việt Nam rồi, cái chết nó cận kề rồi, Formosa, Liên Minh, Bô Xít Tây Nguyên nó hoạt động ngầm mạnh, tức là chúng ta hàng ngày hít thở không khí độc, ăn những đồ ăn độc, bệnh tật chết chóc trong vòng vài năm tới là sẽ đầy hết. Bây giờ mỗi một năm là chúng ta có khoảng khoảng hơn hơn 300.000 người bị ung thư và chết vì ung thư, đúng không các anh chị? Chết và mắc mới là tổng cộng là khoảng 300.000 á, một năm á. Các anh chị không không phải con số đó không nhỏ đâu nghe các anh chị. Chết 140.000 người, mắc mới ung thư là khoảng 150.000 nữa. Ngày mỗi năm mỗi cao hơn vậy đó các anh chị. Thì chúng ta đúng là không còn được nhiều thời gian nữa. Lý ra cái việc truyền thông để đánh thức mọi người phải được làm cách đây khoảng 20 năm, 20 năm trước. Chứ không phải là bây giờ, thì bây giờ chúng ta đã có kết quả rồi. Bây giờ đã có kết quả rồi các anh chị. Để có cuộc cách mạng mà thay đổi Myanmar, thể chế độc tài Myanmar thì họ mất 40 năm. Mất tổng cộng 40 năm từ những nhóm đầu tiên làm truyền thông. 20 năm sau họ có những nhóm hoạt động, hành động. Thì 20 năm cuối cùng họ mới thu hút được đa số tầng lớp dân tham gia và lật đổ được chế độ độc tài quân sự. 40 năm, nghe các anh chị. Và để có được một cái cuộc cách mạng mà cách mạng mùa xuân Ả Rập, họ cũng mất 10 năm. Mất 10 năm. Người Ả Rập là vừa giàu có vừa thịnh vượng, vừa tiếp xúc với văn minh phương Tây, bọn Tây họ họ ở đó đông lắm anh chị, mà họ cũng mất 10 năm họ mới có được kết quả. Chúng ta bây giờ chúng ta mới làm truyền thông tự do được khoảng một năm nay thôi á các anh chị, một năm thôi, thì chúng ta không thể nào nôn nóng được, không thể nào nôn nóng được anh chị. Chúng ta phải cần thời gian. Lý ra chúng ta phải làm từ trước kìa, thế hệ trước chúng ta phải làm, nhưng mà thế hệ trước không làm, thế hệ trước chúng ta đi những con đường đường khác, họ có những chọn lựa khác, họ có những cách làm khác. Và đặc biệt là họ bị đảng Cộng sản dụ nữa. Đảng Cộng sản dựng lên những cái phong trào, những cái hội nhóm, những cái đảng phái để dụ vào, để bắt vớ đi, để giam cầm hoặc để dẫn đi lạc hướng. Dụ vào những cái nhóm mà không lật đổ Cộng sản, không được bị biểu tình, không được bất tuân dân sự, không được chống đảng. Dụ vào những nhóm đó thì 1.000 năm sau cũng không có tự do. Thành ra là bị dụ. Bây giờ chúng ta mới làm. Thì bây giờ mới làm mà chúng ta còn còn sợ là không có thời gian, hoặc là sợ là thôi chúng ta chậm rồi thôi đừng làm nữa, thì bao giờ có. Vĩnh viễn không bao giờ có. Bây giờ mà không làm là vĩnh viễn không bao giờ có. Thành ra chậm trễ còn hơn không. Các anh chị nên nhớ câu ngạn ngữ nè, chậm trễ còn hơn không. Phải ráng thôi. Và vì chúng ta đã chậm trễ rồi thì cái điều mà chúng ta tôi nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải làm liên tục, là chúng ta dùng truyền thông miệng, đừng có phụ thuộc quá vào những phương tiện. Không cần
một cái smartphone thì cũng tốt, cũng tốt, nhưng mà chúng ta dùng truyền thông miệng, chúng ta uống cà phê, chúng ta đi gặp những người xung quanh, tranh thủ thời gian chúng ta dùng truyền thông miệng, chúng ta đánh thức lẫn nhau, thì truyền thông miệng nó nhanh hơn gấp 100 lần so với các phương pháp khác, mà nó lại an toàn nữa. Thì chúng ta dùng truyền thông miệng thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian, có thể chúng ta không cần tới 10 năm, chúng ta chỉ cần 1-2 năm là đủ, có thể chúng ta khoảng 2 năm thôi là đủ các anh chị, khoảng cỡ đó thôi. đừng có mất hy vọng, đừng có mất niềm tin các anh chị, phải giữ lửa, còn nếu không là chúng ta mất hết. Bạn Tâm Nguyễn muốn làm truyền thông là phải chiếm được đài truyền hình thì mới nhiều người biết. nhiều người nói điều này lắm. Chiếm đài truyền hình, chiếm đài truyền thanh. Ồ, ok, quá tốt. Nếu các anh chị làm được. Các anh chị chiếm xong các anh chị phát cái gì ạ? À? À các anh chị. Các anh chị chiếm xong các anh chị phát cái gì trên đó? Phát tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó để sẵn đó. Đài truyền hình nào nó cũng có sẵn một mớ băng đài băng đĩa trong mà. Phát đường lối của Đảng, phát kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát đường lối ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc, bạn tốt, đồng chí tốt, vân vân. Các anh chị phát cái gì? Lấy cái gì anh chị phát? Chưa kể nha, tôi hỏi thiệt các anh chị luôn, các anh chị biết về truyền thông mà về truyền hình không? Biết ngành truyền hình không? Bao nhiêu người biết? Bao nhiêu người làm được dựng phim, biên tập phim? Các anh chị chiếm, các anh chị cũng nhìn nó thôi chứ làm được cái gì nữa. Bỏ suy nghĩ đó đi. Thời buổi này chúng ta không thể nào chiếm đài truyền thanh, chiếm đài truyền hình theo kiểu như những năm mà 70 đâu, không làm được điều đó. Làm được chúng ta cũng có gì để phát. Thời buổi này các anh chị chiếm được cái loa truyền thanh á, các anh chị cầm cái loa cái đọc thì cũng có tác dụng đó, nhưng mà người dân nghe chơi thôi. Người dân bây giờ người ta còn tẩy chay cái loa đó, các anh chị phát người ta còn tưởng là cộng sản phát nữa đó. Thời buổi này là thời buổi của truyền thông miệng. Vừa an toàn, vừa hiệu quả, vừa nhanh mạnh. Các anh chị nên nhớ nha, nhanh mạnh. Và các anh chị thành lập nhóm, nhóm 3, nhóm 5. Nhóm 3 cũng được, không cần đông. 3 người thôi cũng không. Trời ơi, 3 người mà chúng ta kiếm không được 3 thằng cùng ý tưởng thì chúng ta làm nô lệ, đúng rồi. Chúng ta kiếm 3 thằng bạn là đi cùng lý tưởng, đi tìm tự do mà kiếm không ra nữa thì chúng ta làm nô lệ, đúng rồi. Nhóm 3, nhóm 5. Những nhóm này là chúng ta hoạt động liên tục bằng cách chúng ta truyền thông miệng, chúng ta trao đổi thông tin dẫn lẫn nhau cũng được. Rồi một ngày nào đó chúng ta mở rộng thêm. Thì nhóm 5 này bình thường chúng ta tỏ ra, rồi thì một tuần hay gì chúng ta gom lại thì chúng ta truyền thông kiểu như vậy, thì chúng ta sẽ có những nhóm 3, nhóm 5 khác. Rồi nhóm 3, nhóm 5 này sẽ tỏ ra nhóm 3, nhóm 5 khác nữa, thì mỗi một tỉnh chúng ta có một hệ thống gì đó. Thì một ngày nào đó chúng ta hô lên cái bất tuân nhân sự trên cả nước, chấp Sài Gòn với Hà Nội theo cộng sản đó. Chấp hai thành phố theo cộng sản luôn đó. Tất cả các tỉnh thành chúng ta bất tuân nhân sự hết, không mua sắm, không đi lại, không đổ xăng, không học hành, chợ búa đóng cửa hết, là cộng sản sụp cái rầm. Có cái gì mà khó khăn đó. Nhưng mà chúng ta không có lực lượng, chúng ta kêu gọi ai nghe. Kêu năm nay chúng ta kêu 10 năm sau dân mới nghe. Nghe trong dĩ vãng. Các chị hiểu không? Khi chúng ta có lực lượng chúng ta kêu gọi một cái thì các nhóm nó truyền tin cho nhau thì các nhóm nó truyền tin cho nhau, thì một lúc một chúng ta truyền một tin một cái, buổi sáng truyền lòng, buổi chiều thực hiện đồng loạt hết. Thì chúng ta đâu có bị ảnh hưởng, đâu bị đánh đập, bị gì đâu các anh chị. Thì đó là con đường của mình đó. Những quốc gia mà chết nhát như Việt Nam rất là phù hợp với bất tuân nhân sự. Thì bây giờ chúng ta chịu khó làm điều đó đi. Đừng có mơ tới chiếm đài truyền thanh, chiếm đài truyền hình. Mà chiếm bằng cái gì? Súng ống đầu chiếm ở trong đó. Đài truyền thanh, đài truyền hình là mục tiêu bảo vệ cao nhất của cộng sản. Luôn luôn nó có súng nó bảo vệ. Mà súng đứng trước đài truyền thanh, truyền hình là súng có đạn. Chứ không phải như súng của các anh lính đứng ở biên giới là nó bắt tháo đạn ra. Việt Nam nó ngộ vậy đó, cộng sản Việt Nam nó chơi ngộ vậy đó các anh chị. Bỏ ý tưởng đi các anh chị. Bạn Minh Trần, số người dị ứng với chính trị và không quan tâm hiện tình đất nước là số đông, làm sao để thức tỉnh họ Huy ơi? À, cảm ơn anh Minh Trần. Câu hỏi này cũng rất là nhiều người hỏi đúng không ạ? Thật ra cái số người mà sợ cộng sản thì là số đông. Đúng, tại cộng sản là khát máu, là bạo lực, là giết chóc, là đập đầu cắt cổ,
đập đầu cái cổ, nên họ người ta phải sợ bạo lực chứ, con người mà, đúng không ạ? Nhưng số người thù ghét, chán nản, ê chề, ngán ngẩm cậu sản nó còn đông hơn số sợ nữa. Các anh chị tin không? Các anh chị tin điều đó không? Tôi đố các anh chị luôn á, các anh chị về các anh chị phát động trong nhóm của mình hay là trong trong địa phương của mình hay trong cơ quan mình đi, bây giờ ra ngoài đường cầm cái tờ giấy tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ngoài đường giơ lên vậy thử coi. Làm thử tôi coi, chụp hình đưa Facebook coi. Đặc biệt là các bạn cộng sản, các bạn đảng viên cộng sản ở đây làm thử cho tôi coi. Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam danh dự quá mà. Trời ơi, đảng quang vinh quá mà. Làm thử cái coi. Mà không làm được á, tức là mình đang ngán ngẩm đó là đúng. Mình đã mất cỡ, đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản mất cỡ thấy bà có gì đâu mà danh dự. Đúng không các anh chị? Bản thân các anh chị đảng viên còn mắc cỡ nữa chứ đừng nói người dân. Người dân người ta ngán ngẩm Đảng Cộng sản dữ lắm rồi, nhưng mà vấn đề là họ còn sợ. Chứ họ không phải là họ không thức tỉnh đâu, họ còn sợ, họ tỉnh rồi họ mới ngán đó. Nhưng mà họ sợ bạo lực. Thì vấn đề của chúng ta là gì? Vấn đề của chúng ta là chỉ cho họ biết là số đông thì sẽ không bị bạo lực, một mình thì bị bạo lực. Tại vì chúng ta đông mà, chúng ta đông không các anh chị? Chúng ta đông không? Lực lượng đâu? Chúng ta đông thì làm sao mà nó đàn áp? Chỉ cần 2-3 ngàn người thôi là đã chiếm được ủy ban huyện rồi. Thấy rõ ngoài miền Trung rồi đó, ở Lộc Hà đó các anh chị, đúng không? 2-3 ngàn người là quá nhỏ so với một huyện có thể có cả 100 ngàn người mà, đúng không ạ? Thì rõ ràng cái tỷ lệ mà thế giới người ta thống kê được chỉ cần 3% dân số là thay đổi, là làm được một cuộc cách mạng êm đẹp, thay đổi 3% dân số thôi là thay đổi. Thì ở địa phương mình cũng vậy, 3% dân số là thay đổi địa phương đó. Thì vấn đề là chúng ta cần lực lượng, chúng ta phải truyền thông cho họ hiểu số đông sẽ không bị đàn áp mà số ít mới bị đàn áp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người cộng sản thực ra họ chỉ đàn áp khi họ còn có cơ hội tiếp tục duy trì quyền lực ở lại đó để cướp bóc. Còn họ mất cái cơ hội đó, họ thấy an nguy cho bản thân với gia đình họ mà nguy hiểm, họ chạy hết rồi. Chỉ cho người dân thấy điều đó thì một ngày nào đó chúng ta thực hiện được. À, anh Vương Quốc Việt, nếu Mỹ khống chế và cô lập kinh tế Trung Quốc thì Trung Quốc không có tiền nuôi cộng sản Bắc Việt nữa, tình thế rung chuyển rất nhanh, tôi nghĩ vậy. Rất là nhiều người nghĩ như anh Việt. Rất là nhiều người nghĩ như anh Việt, tức là sao ạ? Tức là khi mà bây giờ chúng ta biết là Trung Quốc mỗi một năm nó thổi khoảng 36 tỷ để nó nuôi cộng sản Việt Nam. 36 tỷ các anh chị, con số này không ai công bố đâu các anh chị khỏi tìm. Thì Trung Quốc chính là cái mạch máu của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ, chứ tài nguyên thiên nhiên và thuế không còn nữa. Rất là nhiều người nghĩ rằng khi Trung Quốc mà kinh tế sụp đổ thì nó sẽ không nuôi cộng sản Việt Nam nữa. Nhưng mà các anh chị chưa nghĩ tới một điều là kinh tế Trung Quốc mà càng sụp đổ, càng căng thẳng thì nó cần phải có nguồn lợi khác để bù đắp. Mà một nguồn lợi rất lớn để bù đắp hiện bây giờ là dầu mỏ thì Việt Nam không khai thác được, mấy thằng cộng sản nó không có làm được gì ra hồn trên đời này, không khai thác được. Nó thuê mấy dàn dầu của ông Liên Xô cùi bắp vô khai thác rồi bán dầu thô luôn, chứ nó không làm gì được. Mà Trung Quốc nó làm được. Mà biển Đông Việt Nam của chúng ta là nó có khoảng 30 cái mỏ dầu như vậy á, 30 cái mỏ dầu lớn lắm các anh chị, tổng trữ lượng có thể còn lớn hơn một vài nước ở Trung Đông nữa, lượng dầu lớn như vậy đó. Thì Trung Quốc nó biết điều này các anh chị, nó đưa vào giàn khoan 981, 982 và bây giờ đang có một giàn khoan Trung Quốc đang vào Biển Đông chúng ta. Mà bây giờ sao không thấy hội đoàn nó đi biểu tình như hồi xưa? Hồi trước á, hình như là đảng cho phép biểu tình. Đảng cho phép biểu tình, hồi thời đó là lúc đó hình như ông Trọng chưa lên hay gì á, thì là đảng cho phép biểu tình. Thì đi biểu tình chống giàn khoan, cũng có bị đánh, bị bắt đồ thiệt nhưng mà có biểu tình. Còn bây giờ ông Trọng lên rồi, đảng không cho phép biểu tình nữa thì các hội đoàn không biểu tình. Không biểu tình cho tới khi nào làm nô lệ Trung Quốc luôn thì không. Trung Quốc biết 30 mỏ dầu đó thì nó không cần rót tiền cho Việt Nam làm gì, đâu cần các anh chị. Nó qua nó lấy dầu, lấy cái đó nó trả cho Việt Nam cũng được vậy. Nó lấy của mình nó trả cho mình, rồi còn lại nó lấy về nước nó cũng được vậy, 30 mấy tỷ thôi mà. Kinh tế Trung Quốc mà càng bị ép á, thì nó sẽ càng lấy Việt Nam nhanh hơn, nó càng chiếm Việt Nam nhanh hơn. Đặc biệt là Biển Đông, Biển Đông sẽ đổ máu, đẫm máu luôn. Nhưng mà đây là một trong những kịch bản khả năng xảy ra rất là cao. Tức là sao ạ? Tức là hiện bây giờ là Mỹ đang ép kinh tế Trung Quốc là có thật.
những cái công ty tập đoàn lớn của Mỹ là đang rút dần khỏi Trung Quốc, và các tập đoàn của các nước khác cũng cũng rút dần khỏi Trung Quốc. Điều này là có thật, nhưng mà báo đài không có đăng đâu. Ít lắm, không có đăng đâu. Thì khi Trung Quốc mà bị các tập đoàn kinh tế mà rút như vậy á, thì cái kim ngạch kinh tế của họ bị giảm sút, cái thu nhập của họ bị giảm sút á, thì họ bị khó khăn. Cái dự trữ dầu của Trung Quốc chỉ còn khoảng 5 tới 6 tháng thôi, họ không còn nhiều dầu để họ phát triển nữa, thì họ sẽ càng ngông cuồng để lấy Biển Đông. Bạn Duy Võ, Việt Cộng có lập mạng thay thế Facebook như Weibo tàu nổi không? À, mạng Weibo của Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì nó cấm Facebook, cấm Google, các anh chị, cấm YouTube, nên nó lập những cái trang web riêng của nó cho dân nó truy cập theo định hướng. Thật ra Việt Cộng đang học tập cái xu hướng này. Trung Cộng làm gì thì Việt Cộng làm theo hình này. Nhưng theo tôi là Việt Cộng sẽ không làm được. Việt Cộng không làm được điều đó. Tại sao các anh chị biết không? Tại vì rất là nhiều nguồn lợi của Việt Cộng hiện bây giờ nó đều nằm ở trong Internet, nó đều liên quan tới Internet, rất là nhiều quyền lợi. Còn Trung Cộng á, là nó tự tạo quyền lợi cho nó tự tạo nguồn lợi cho nó là công xưởng của thế giới, nó còn có thể xuất khẩu được cho các nước khác, nó còn đặt lợi ích của nó ở nhiều nước nữa, tức là nó tự nuôi nó được, nó cắt những cái thể chế mà Internet này được, nó cắt Facebook, cắt Google, cắt YouTube, nó không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí có những công ty nước ngoài nó cấm không cho vào nước nó được, không ảnh hưởng. Nhưng Việt Cộng thì không. Việt Cộng thì không, Việt Cộng chỉ có ăn cướp thôi, không làm được gì hết. Không làm gì hết. Thì nếu mà cấm Internet á, thì tất cả các thể chế kinh tế, tài chính của quốc tế nó rút khỏi Việt Nam. Việt Nam sẽ sập ngay lập tức. Sập ngay lập tức. Thành ra là tôi cho rằng nó không thể nào nó cấm Internet, mà nó sẽ dùng những cái chiêu rất là... nói chung là cái chiêu mà trong bóng tối, tức là nó bớt băng thông, nó chặn, lâu lâu nó nói là cá mập cắn cá, để nó chặn bớt trong cái giai đoạn nào đó, nó không muốn người dân đưa cái tin gì đó, sự kiện nào đó, nếu muốn đánh lạc hướng thì nó chặn trong 1-2 ngày rồi nó mở ra, thì nó dùng cách đó. Anh dân tộc, đảng viên hãy thức tỉnh như Huy, từng là một đảng viên, một nhà báo được cất nhắc mà còn nhìn về phía chính nghĩa. À, tôi chưa bao giờ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nghe anh dân tộc. Tôi chưa bao giờ. Các anh chị đừng có chụp cái nón cối cho tôi. Tôi là nhà báo thôi. Tôi là nhà báo mười mấy năm thì có. Tôi có thời gian từng làm cho hai tờ báo đảng ở địa phương thôi, chứ không được làm báo trung ương đâu. Không được làm báo trung ương đảng đâu. Cả tôi mà vô báo trung ương đảng là nó bắt tôi liền ạ. Thì cũng ngắn thôi. Còn lại là làm báo ngành. Chứ tôi chưa bao giờ đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đừng có chụp nón cối cho tôi nha. Các anh chị ơi, còn câu nào nữa không? Huy chọn ngẫu nhiên một câu nữa thôi nha các anh chị. Mình hết thời gian rồi. Chị Thúy Nguyễn, mỗi một Facebooker chúng ta hôm nay là căn bản cho tương lai tươi sáng cho Việt Nam mai sau, đúng không? Dạ, câu nhận xét của chị là đúng. Không chỉ là Facebooker mà hầu hết các kênh truyền thông Internet hiện nay nó rất quan trọng đối với bản thân chúng ta hiện nay và con cháu chúng ta về mai sau. Các anh chị biết cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên của truyền thông. Tất cả những cái nước văn minh, những nước phát triển trên thế giới, họ xác định kỷ nguyên này là kỷ nguyên của cuộc chiến truyền thông. Ai nắm được truyền thông người đó chiến thắng. Mà ai không nắm được truyền thông thì sẽ thất bại. Và các tập đoàn mà kinh tế lớn đó, họ đều có những cái công ty truyền thông hoặc là những tờ báo, những đài truyền hình, họ sở hữu những công ty đó để họ giành lợi ích trên kinh tế. Các chính trị gia họ cũng có những kênh truyền thông của họ để giành lợi ích về chính trị, giành từng phiếu một về chính trị. Các đảng phái cũng dùng kênh truyền thông của mình
để giành lợi ích về đảng phái để cạnh tranh với nhau. Thành ra truyền thông là một trong những mặt trận quan trọng nhất hiện giờ, mà có thể nói là theo tôi là quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay luôn á. Không có mặt trận nào quan trọng bằng truyền thông. Nó có một lý do, đó là do chúng ta là thế hệ của mình hiện giờ này, là thế hệ mà bị nhồi sọ quá nhiều, thành ra bị mê ngủ. Mà muốn cho thế hệ bị nhồi sọ mê ngủ mà thức dậy thì chúng ta phải dùng truyền thông. Thì không thể nào trông cậy vào truyền thông của đảng được, thì chúng ta phải dùng truyền thông tự do. Truyền thông là mỗi người chúng ta phải là một chiến sĩ truyền thông tự do, để đưa thông tin, đưa sự thật đến cho những người còn mê ngủ, để họ thức dậy cùng chúng ta, đứng về phía chúng ta để chiến đấu cho tự do, đúng không ạ? Và điều đó nó sẽ tạo nền tảng tự do, no ấm, thịnh vượng và văn minh cho con cháu của mình. Thành ra là tôi rất là đồng tình với nhận định của chị Thủy Nguyễn, là mỗi chúng ta các anh chị, chứ không phải là một ai đó, một cá nhân nào đó, không phải đâu. Mỗi chúng ta sử dụng kênh truyền thông của mình, đặc biệt là Facebook là dễ sử dụng nhất, đúng không ạ? Sử dụng kênh truyền thông của mình cho tự do, và chúng ta chủ tâm, chúng ta dụng tâm cho việc đó mỗi ngày. Tôi ví dụ, mỗi khi tôi có người bạn, mỗi buổi sáng đi ăn sáng, thì bạn đó làm việc tự do ngoài, thành ra không có phụ thuộc cho nhà nước, thành ra bạn đó cũng mạnh miệng lắm. Mỗi sáng ăn sáng đi ăn hủ tiếu bèo, ngồi quán hủ tiếu ở lề đường thôi, thì những người ăn hủ tiếu bèo là những người nghèo, thì bạn đó ngồi hủ tiếu bèo ăn hơn, thì nhìn qua nhìn lại các bạn thường ăn cho nhanh đặng các bạn đi làm, thì bạn đó thì ăn chậm một chút, nhưng quay qua quay lại không biết ở trong cái tô này nó có để hàng thay không. Nhìn vô tô bún không biết bún nó có để chất tẩy đâu, sao trắng vậy. Tôi nhớ hồi xưa bún đâu có trắng vậy, mà từ hồi mà mấy ông Việt Cộng lên tới giờ là cho toàn là đồ độc vô trong thực phẩm, mà không ai bị bắt hết. Ăn cái gì cũng bị độc hết, mà không thấy ai bị bắt hết, mà toàn là thuốc độc Trung Quốc qua không à. Cái lả nhả vậy đây các bạn biết không, mấy người ngồi xung quanh họ nghe đó. Những người nghèo khổ họ mới ăn những cái món đó, những cái món độc hại nhất là hại những người nghèo khổ nhất. Những người giàu họ đâu có ăn những cái món bún với hủ tiếu đồ lề đường đâu các anh chị, đúng không ạ? Rồi mỗi một lần đi chợ thì tôi có những bà chị, bà xách giỏ đi chợ mua trái cây, cầm trái cây lên mà có đông người á, yeah. Trái cây này có xịt thuốc không, có xịt thuốc Trung Quốc không, mình hỏi gì đó thì cái thằng bán, cái mẹ bán không có đâu, trái cây vườn không xịt thuốc. Nhưng mình cứ hỏi trái cây mà xịt thuốc Trung Quốc là ăn bị ung thư chết hết á. Mình mà chết hết là nó đưa dân qua nó ở đó. Thì nói vậy thôi, trái cây mình cũng vẫn mua. Nhưng mà mình làm được một việc rất đơn giản là những người xung quanh họ nghe điều đó. Cái con mẹ bán trái cây mẹ cũng nghe điều đó. Và nếu mà chúng ta tiến sâu hơn một bước nữa là chúng ta tẩy chay trái cây hay thực phẩm mà có thuốc á, chúng ta ăn những loại mà thực phẩm lành á, thì chúng ta còn tiến sâu hơn một bước nữa là tẩy chay luôn cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc nữa. Nhưng mà ý tôi nói là về truyền thông á, chúng ta mỗi ngày chúng ta dụng tâm, chúng ta làm điều đó. Làm từng chút một, từng nhỏ một. Chúng ta không có cần phải làm gì cao xa, không cần phải đi biểu tình, không cần. Chúng ta dụng tâm, chúng ta làm từng chút một thì chúng ta sẽ đánh thức những người xung quanh mình. Cảm ơn chị Thủy Nguyễn, cảm ơn các anh chị. Hôm nay cũng không có nhiều thời gian, Huy xin kết thúc cái phần đàm luận ở đây. Huy xin nhắc lại là cuộc đời chúng ta ai cũng có ước mơ. Ước mơ của những người đang ngồi nói chuyện với Huy hôm nay là ước mơ được tự do, đúng không ạ? Ước mơ được tự do. Chúng ta sống trong một đất nước độc tài cộng sản, là đất nước nó bóp nghẹt tự do của chúng ta. Thì chúng ta muốn được tự do, chúng ta phải giải thể độc tài cộng sản được, thì chúng ta mới có tự do lại. Đơn giản là như thế, chứ không có con đường nào khác hết các anh chị. Để giải thể độc tài cộng sản thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, là chúng ta tổng biểu tình và tổng bức tương dân sự thì mới lật đổ được nó. Còn không có con đường mà ngồi đó chờ nó tốt lên, ngồi đó chờ nó ngồi xuống nó thỏa thuận để nó chuyển giao quyền lực cho mình, là không có con đường đó. Không bao giờ có con đường đó. Càng không có con đường một chính phủ nào đó ở nước ngoài, một đảng phái nào đó ở nước ngoài đem quân đội về đánh nhau với cộng sản để đem tự do cho chúng ta, là cũng không có. Không có, tất cả đều là lừa phỉnh đó. Tự do là cho chúng ta. Chúng ta phải có khao khát tự do, chúng ta phải yêu tự do và chúng ta phải đấu tranh để giành tự do. Và quay trở lại mấu chốt nghi nhất mà chúng ta cần làm hiện bây giờ, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn phải làm, đó là chúng ta truyền thông. Truyền thông miệng và chúng ta xây dựng lực lượng. Chúng ta truyền thông nhóm 3, nhóm 5. Chúng ta xây dựng nhóm 3, nhóm 5 xung quanh mình. Rồi nhóm 3, nhóm 5 chúng ta xây dựng rộng ra nữa. Làm sao cho tất cả các tỉnh thành chúng ta đều có lực lượng, thì một ngày nào đó sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái nội dung là 200 phương pháp bất tuân dân sự. Thì khi chúng ta thấy trong 200 phương pháp đó cái nào hợp với chúng ta, mà chúng ta phát động lên các ai thuộc nhóm nào làm điều đó, xong, chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm lắng nghe.
Chúc các anh chị ở Việt Nam một ngày mới, ngày mới làm việc cuối tuần thật là vui vẻ. Chúc các anh chị bên kia bán cầu một buổi tối ngon giấc. Chúc cho khối đoàn kết dân tộc Việt chúng ta ngày càng vững mạnh để đi đến bến bờ tự do. Cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị.